Độc Tôn Truyền Kỳ, Thanh Vân Môn, Lâm Nhất. Tập 157. Trước kia hắn nghĩ chuyện này do Thiên Tinh Các làm, bây giờ nghĩ lại, có khả năng là kẻ đứng sau Thiên Tinh Các ra tay. May mà ngày thường hắn rất cẩn thận, đến giờ vẫn chưa để lộ thân phận công tử Táng Hoa. Nếu không, dù có ở Phù Vân Kiếm Tông cũng chưa chắc đã an toàn. Đợi đã, ta từng nhìn thấy đảo Khô Huyền từ xa, nghe đâu phong bạo xung quanh đó đến thánh giả cũng không lại gần được. Cho dù có chiếc chìa khóa bí mật, nhưng không lên được đảo Khô Huyền thì cũng vô dụng. Lâm Nhất chợt nghĩ đến gì đó, vội vàng nói. Có lẽ, có người đã tính ra được gì đó. Lạc Hoa bình tĩnh nói, người ta bảo rằng, Thánh Huyền Sư cửu phẩm có thể quan sát tinh tượng bốc quẻ bói toán, thậm chí Thiên Huyền Sư còn có thể thăm dò thiên cơ. Có lẽ, tầng niêm phong của đảo Khô Huyền sắp có biến hóa, dù sao thì nếu Đại Thánh Khô Huyền đã để lại truyền thừa, chắc chắn ông ấy cần tìm người có duyên, chứ không thể cứ không cho người ta lại gần mãi được. Lâm Nhất bừng tỉnh hiểu ra, những nghỉ hoặc trong lòng hắn cũng được. Lý giải, nếu tầng niêm phong của đảo Khô Huyền có thay đổi thật, vậy chìa khóa Khô Huyền trong tay hắn sẽ trở thành công cụ cực kỳ quan trọng. Nhưng vẫn còn một số nghi ngờ sâu sắc hơn, khiến chúng trở nên khó phân biệt và cần suy nghĩ nhiều hơn. Đa tạ cô nương đã nói cho ta biết, Lâm Nhất nói. Giữa ta và công tử, đâu cần nói những lời này. Lạc Hoa mỉm cười dịu dàng, nét mặt thoải mái. Ta xin tự phạt một ly. Lâm Nhất cầm ly rượu lên, uống một ngụm cạn sạch Phượng Hoàng Đài trong chén. Sau khi về từ chỗ Lạc Hoa, Lâm Nhất có vẻ mặt ngưng trọng. Hắn có vài bí mật chưa nói cho đối phương biết. Trong tay hắn có một bức hổ khứu tường vi đồ, theo như Hồng Lão nói, ông ta lấy được bức đồ này trong mộ của Nam Đế. Nhưng Lạc Hoa lại bảo, không ai biết mộ của Nam Đế nằm ở đâu, thế sao Hồng Lão biết? Và lại, năm đó thực lực của Hồng Lão có mạnh đến vậy không? Đến cả mộ của Nam Đế, vị là một trong cửu đế mà cũng dám xông vào, vậy không khỏi đáng sợ quá. Hay là mình nghe nhầm, hoặc chỉ là trùng tên thôi, Nam Đế này không phải vị Nam Đế đó. Nhưng Lâm Nhất lại nhớ rõ, trong bức thư Hồng Lão để lại cho hắn có nói rằng, hổ khứu tường vi đồ mà ông ta nhìn thấy toàn là ác quỷ địa ngục, ông ta đã bị kiếm quang trong đó làm tổn thương căn cơ. Láng máng, chi tiết này lại na ná với sinh tử đồ lục mà Lạc Hoa kể. Bên trong sinh tử đồ lục cất giấu cánh cửa địa ngục, mà trùng hợp là hổ khứu tường vi đồ có thể nhìn thấy ác quỷ địa ngục. Chẳng lẽ cuộn tranh trong tay ta, là sinh tử đồ lục thật? Một trong tam đại chí bảo của Nam Đế. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Nhất chỉ cảm thấy da đầu run lên, cái này hơi đáng sợ rồi đấy. Từ sau khi ngộ ra Trần Quang kiếm pháp từ bức họa, Lâm Nhất đã bỏ không bức tường vi họa đồ đấy lâu lắm rồi. Bởi vì với thực lực của hắn thì không thể lần ra bí mật khác. Cầm bức họa tường vi trong lòng bàn tay, vẻ mặt Lâm Nhất ngưng trọng, hắn nhìn vào bức họa thế mà lại thấy hơi sợ. Nếu bức họa này là sinh tử đồ lục thật, vậy năm đó thực lực của Hồng Lão phải cực kỳ khủng bố, ít nhất cũng phải là thánh giả. Nếu ngay cả thánh giả còn trở thành phế nhân, vậy với thực lực hiện giờ của hắn, thì dù có phát hiện ra bí mật trong này, e là cũng chỉ có một con đường chết. Ngẫm nghĩ một lúc, Lâm Nhất lại cất bức họa đi, bây giờ chưa cần thiết phải mạo hiểm. Sinh tử đồ lục, thiên mệnh phù chiếu, thiên long gốt. Lâm Nhất đọc thầm ba vật báu của Nam Đế. Trong đó không hề có sự ồn tại của kiếm Táng Hoa, ách, hình như có thể thông suốt rồi. Kiếm Táng Hoa, chắc là thanh kiếm mà vợ của Nam Đế tặng cho ông ấy. Nửa đời lục bình trôi theo dòng nước, một đêm mưa lạnh táng danh hoa. Linh hồn như bông liễu bị thổi bay từng mảnh, người đi ta ở lại hai mùa thu. Lâm Nhất khẽ đọc lên câu thơ ngày trước mình nghe được, hắn chợt kinh hãi, hắn đứng bật dậy, nhìn kiếm Táng Hoa trong tay, mặt biến sắc. Má ơi! Vậy mà lại là thật. Lạc Hoa bảo, cuối đời Nam Đế khốn khổ vì tình, thương tâm vì tình, một mực say mê chuyện làm cho vợ ông ta sống lại. Nhưng người chết không thể sống lại, đạo lý này đến Lâm Nhất còn hiểu, ông ta có làm cũng phí công, thể nào cũng đau thương vì chuyện này, dậm chân tại chỗ, bó chân trong khung cảnh nhỏ hẹp. Linh hồn như bông liễu bị thổi bay từng mảnh, người đi ta ở lại, hai mùa thu. Câu thơ này, chẳng phải vừa khéo đang hình dung Nam Đế sao? Hoặc đây vốn là câu thơ ông ta viết cho chính mình. Nỗi bi thương vô hạn trong đó, hoàn toàn trùng khớp với câu chuyện tuổi già của Nam Đế mà Lạc Hoa kể. Ôi trời ơi! Tâm trạng Lâm Nhất đang khó mà bình tĩnh được, hắn chỉ thấy nghĩ lại mà sợ, lạnh run. Nghĩ đến bức họa tường vi ngày xưa từng lĩnh hội vô số lần, có khả năng cao là sinh tử đồ lục có ẩn chứa cánh cửa địa ngục,
là hắn liền không bình tĩnh nổi. Nghĩ đến táng hoa trong tay, có khả năng chính là bội kiếm của nam đế năm xưa, hắn lại mất hồn. Nếu đảo Khô Huyền mà mở cửa, thì dù thế nào ta cũng phải đi một chuyến. Lâm Nhất hít sâu một hơi, trong lòng mọc ra ý tưởng chưa từng có, truyền thừa của Khô Huyền Đại Thánh không được rơi vào tay kẻ khác. Có lẽ trong đó có cất giấu thông tin về mộ của nam đế, nếu thế thật, để nó rơi vào tay mình vẫn tốt hơn. Mộ của nam đế, chôn cất ông ta và vợ của ông ta, chắc chắn ông ta không muốn bị thế hệ sau quấy rầy. Người đi ta ở lại, hai mùa thu Lâm Nhất nhìn kiếm táng hoa trong tay, buồn bã và xúc động vạn phần. Hắn khẽ thở dài, mấy năm nay ta cũng không có cô phụ ngươi, nếu không thì thật có lỗi với lai lịch của ngươi. Đảo Khô Huyền, Khô Huyền Đại Thánh, Khô Huyền Mật Thược. Lâm Nhất nhìn thanh kiếm táng hoa trong tay, ánh mắt ngưng trọng, đảo Khô Huyền xem ra không thể không đi. Cuộn tranh tường vi và kiếm táng hoa trong tay mình, nhất định đều là bảo vật của mộ nam đế, còn về cuộn tranh tường vi liệu có thật sự chứa sinh tử đồ lục của cánh cửa địa ngục hay không? Cái này thì vẫn chưa thể chắc chắn, hay là mở ra xem thử. Trong lòng Lâm Nhất khẽ động, hắn lấy ra cuộn tranh tường vi, ánh mắt dính chặt vào nó, do dự lưỡng lự. Trong lòng hắn tò mò đến cực độ. Muốn biết được tình hình cụ thể, tốt nhất có thể tìm ra ác quỷ địa ngục mà Hồng Lão đã từng nhìn thấy trước đó. Nhưng nghĩ tới lời dặn dò của Hồng Lão, hắn lại không dám hành động mù quáng, bức tranh này rõ ràng hắn đã xem qua vô số lần. Thật đúng là người vô tri thì không biết sợ, sau khi biết được sự thật, ngược lại trở nên sợ hãi. Hay là đi tìm Đại Đế, Lâm Nhất nhìn quanh trong sân một lượt, không nhìn thấy Tiểu Băng Phượng và Tiểu Tặc Miêu đâu, vào thời điểm quan trọng này lại không có. Một ai? Thôi vậy, cho dù có biết được cuộn tranh tường vi là sinh tử đồ lục, với thực lực hiện tại của hắn thì cũng không thể sử dụng được nó. Hơn nữa, sinh tử đồ lục, rốt cuộc có tác dụng gì, mình cũng không biết. Không xem nữa. Lâm Nhất hạ quyết tâm, cắt đứt mọi tò mò trong lòng mình, sau đó cẩn thận cất cuộn tranh tường vi lại. Ít nhất cho đến trước khi hắn tiến vào đảo Khô Huyền, hắn sẽ không xem cuộn tranh tường vi nữa, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Hít. Lâm Nhất hít sâu một hơi, mất một lúc lâu mới bình tĩnh lại, hắn lẩm bẩm, vẫn là nên luyện tập ba kiếm cuối cùng của Phù Vân Thập Tam Kiếm, không tu luyện đến hóa cảnh, do dù mình có là Thất Hoa Tụ Đỉnh, còn bài tẩy trong tay cũng rất ít. Kiếm thứ 11, Bích Lạc Tinh Thần. Kiếm thứ 12, Vân Ngoại Thanh Sơn. Kiếm thứ 13, Tại Thiên Chỉ Thượng. Ba kiếm cuối cùng Lâm Nhất sớm đã luyện đến cảnh giới đại thành. Khi sử dụng riêng lẻ hay kết hợp với Phù Vân kiếm quyết chúng đều có uy lực cực kỳ đáng sợ. Không có ngoại lệ, tất cả đều có sức mạnh của võ học thánh linh, đủ để so sánh thậm chí còn vượt qua một quyền của Nhật Nguyệt Thần Quyền. Nếu như là người khác, có lẽ đã hài lòng với thành quả này, nhưng Lâm Nhất hiển nhiên sẽ không như vậy, hắn ít nhất phải đạt tới cảnh giới đỉnh phong viễn mãn mới được. Muốn nắm chắc phần thắng trong đấu hạng của Thương Huyền Phủ, chắc chắn phải tu luyện đến cảnh giới hóa cảnh, đem ba kiếm này luyện đến hóa cảnh. Vậy thì tất cả các chiêu trong Phù Vân Thập Tam Kiếm đều sẽ đạt đến cảnh giới đó. Phù Vân Thập Tam Kiếm không giống với những kiếm pháp khác, nó rất đặc biệt. Mỗi một kiếm đều có thể sinh ra một con thanh loan này đủ để so sánh với thánh linh, 13 kiếm chính là 13 con thanh loan. Đặc điểm lớn nhất của Phù Vân kiếm pháp chính là có thể điều khiển một lượng lớn thánh linh, ưu điểm và nhược điểm đều tồn tại. Ưu điểm không cần phải nói nữa, thanh loan càng nhiều, uy lực của kiếm sẽ càng mạnh. Sức sát thương mà nó tạo ra vượt xa võ học thánh linh đồng cấp. Nhược điểm cũng cực kỳ rõ ràng, thanh loan càng nhiều thì lượng huyết khí tiêu hao càng nhiều không nói, khi thi triển rất dễ dẫn đến chân tay lúng túng, 3-4 con thanh loan còn đỡ, nếu số lượng đạt đến hơn 10 con, nếu không chú ý rất dễ lộ ra sơ hở. Còn chưa làm đối thủ bị thương, có khả năng đã bị đối thủ nắm được sơ hở, một kích giết chết. Có điều đối với Lâm Nhất mà nói, đây rõ ràng không phải là bất lợi quá lớn đối với hắn. Hắn không chỉ nắm vững Phù Vân kiếm pháp, chỉ riêng kiếm ý thông thiên thôi đã đủ để hắn dễ dàng kiểm soát hơn 10 con thanh loan rồi. Thất Hoa Tụ Đỉnh của hắn, căn cơ đã vượt xa đám bạn bè đồng trang lứa, tiêu hao huyết khí cũng không phải vấn đề gì lớn lắm. Ngoài những điều này ra, Lâm Nhất khá rõ ràng, thánh linh của Phù Vân Thập Tam Kiếm, trước nay chưa bao giờ là thanh loan gì cả. Chỉ bằng cách tu luyện Phù Vân kiếm pháp đến cảnh giới đại viên mãn, kiếm quyết và kiếm pháp hoàn toàn dung hợp một cách hoàn hảo. Thì mới có thể bộc lộ ra thánh linh thật sự của Phù Vân Thập Tam Kiếm. Thời gian tiếp theo, Lâm Nhất tạm thời gác lại chuyện của Nam Đế sang một bên.
Toàn bộ tinh lực đều dồn vào việc làm thế nào để tu luyện tốt phủ vân thập tam, khiến nó trở thành con át chủ bài của hắn trong đấu hạng thương huyền phủ. Nháy mắt, 10 ngày đã trôi qua. Trên võ đài Đinh Phong Cư, 10 con thanh loan bay lượn trên bầu trời phía trên đầu Lâm Nhất, chúng bay trên không giống như hồng nhạn, đan xen hỗn loạn, tạo thành một sức mạnh kiếm thuật vô biên hào hùng. Lâm Nhất được thanh loan bao quanh, ngồi ở vị trí trung tâm, kiếm thuật của hắn tráng lệ như núi. Hai cỗ kiếm thế khác nhau hòa vào làm một, khiến cho sàn diễn võ rộng lớn trở nên vô cùng bé nhỏ. Bích Lạc tỉnh thần. Lâm Nhất hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một tia tỉnh quang, bay lên không khung, một kiếm chém xuống. Rầm rầm rầm. Kiếm thế trên người hắn nặng như một ngọn núi, giây phút hắn đạp không bay lên, giống như ngọn núi cao vạn nhẫn mọc lên. Toàn bộ sàn diễn võ rung chuyển dữ dội, không khí cũng bị cỗ kiếm khí này ép đến méo mó, tạo thành vô số lưỡi kiếm bay về bốn phương tám hướng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Dầm. Khi đã thật sự triển khai ra Bích Lạc tinh thần, lại có thêm một con bích loan từ trong thân thể Lâm Nhất bay ra. Khoảnh khắc 11 con thanh loan bay vòng quanh bầu trời, khoảng trống trên bầu trời mở ra một khe nứt, để lộ ra một bầu trời đầy sao trên đầu Lâm Nhất. Trên bầu trời đó xuất hiện một bóng người khổng lồ, tay cầm kiếm, dường như có thể bay xuống từ cửu thiên chỉ ngoại. Bịch. Khoảnh khắc bóng người trên bầu trời chồng lên bóng người Lâm Nhất, một kiếm quang chói mắt chém ra. Rắc rắc rắc. Hư không nứt ra thành từng khoảng dưới một kiếm này, vô số tinh quang giống như thác nước bay xuống phía sau lưng hắn. Hú hút. Đồng thời, 11 con thanh loan phía sau lưng hắn không ngừng bay lượn, làm cho kiếm quang không ngừng dâng lên. Khi kiếm quang sắp rơi xuống, trên mặt đất lập tức bị cắt ra, xuất hiện một vực sâu không đáy. Diễn võ trường được gia cố bằng linh trận, cứ như vậy tan vỡ, tiếng nổ đứ dôi liên tục vang lên không ngừng, giữa đám khói bụi, vô số trận pháp rạn nứt, tỏa ra những tia sáng đủ màu sắc, khoảng thiên địa đó rơi vào cảnh hỗn loạn. Vân ngoại thanh sơn. Lâm Nhất đứng giữa không trung, quay người và đứng dậy. Biển mây vô tận trải rộng phía sau hắn, một khoảng trắng rộng lớn, không có điểm cuối. Phù vân đã xuất hiện, thanh sơn ở nơi nào? Ta chính là thanh sơn. Một kiếm này đáng lẽ nên dùng kiếm thế của bản thân, tạo ra một ngọn thanh sơn trên phù vân bồng bềnh, khiến cảnh giới trung ý đạt đến viên mãn. Nhưng Lâm Nhất sắp tiến vào cảnh giới hóa cảnh, hắn ta tự có sự hiểu biết và suy nghĩ riêng của mình. Vào khoảnh khắc phù vân biến thành biển, kiếm thế trên người Lâm Nhất bỗng trở nên cực kỳ nặng nề, thanh kiếm trong tay hắn nặng hơn cả thanh sơn. Rầm. Dưới trọng lực quỷ dị này, không gian xung quanh hắn bắt đầu méo mó, biển mây vô tận lập tức bị hút vào, còn có 11 con thanh loan kia. Cũng cùng bị nuốt chửng vào trong. Đợi đến khi Lâm Nhất chém một kiếm ra, một vòng xoáy màu trắng đáng sợ xuất hiện, ngay cả không gian dường như cũng bị nuốt chửng. Một kiếm này, có thể tấn công, cũng có thể phòng thủ. Sau khi chém hai kiếm liên tiếp, kiếm thế sau lưng Lâm Nhất đã đạt đến đỉnh phong trước nay chưa từng có. Khoảnh khắc này, hắn giống như thánh kiếm phong nguy nga hùng vĩ, cao như trời, là tồn tại không thể chạm vào trong mắt người thường. Đứng trên đỉnh núi cao với vô vàn mũi nhọn, kiếm ý kiêu ngạo nhìn khắp nơi. Ta có một thanh kiếm, vượt trên phù vân, cao hơn cả bầu trời. Kiếm cuối cùng của phù vân thập tam kiếm, tại thiên chi thượng. Kiếm quang sáng chói chiếu rọi thế gian, âm thanh đại đạo lại vang lên một lần nữa, kiếm ý đáng sợ lao thẳng lên trời, một kiếm này, trực tiếp xuyên qua và đâm thủng tầng thứ nhất của bầu trời. Răng rắc, màn đêm buông xuống, một mảnh thiên hà chậm chậm mở ra, Thương Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước, bốn đại tinh tượng phảng phất hiện. Lên, Lâm Nhất đứng thẳng trên không trung, giống như đang đứng trên một đỉnh núi, có vô vàn tỉnh quang rơi trên người hắn. Cuối cùng cũng thành công rồi. Lâm Nhất nhẹ nhõm thở ra một hơi, trong mắt lóe lên vẻ mệt mỏi. Chiêu kiếm này vốn dĩ không có gì tượng huy hoàng đến vậy, nhưng vào ngày hôm ấy, sau khi nhìn thấy núi Tỉnh Linh chém nát bốn tầng trời, Lâm Nhất đã có lĩnh ngộ. Núi Tỉnh Linh là căn cốt của toàn bộ Phù Vân Kiếm Tông, chém vỡ bốn tầng trời, khiến màn đêm bao trùm, tinh quang rơi xuống. Đương nhiên cá nhân Lâm Nhất không thể so sánh với toàn bộ tông môn được. Nhưng nếu mượn kiếm thế của phù vân thập tam kiếm, hắn có thể đạt tới cảnh giới thánh kiếm sơn. Hắn không thể không tiếp tục thử một lần, trước đó đã thất bại một vài lần, hôm nay cuối cùng cũng thành công. Phù, Lâm Nhất rơi xuống nền đất rách nát tả tơi, ngồi xếp bằng, 13 con thanh loan xung quanh đã vẫn chưa rời đi. Thanh loan kêu lên u u, tạo thành một vòng tròn quay quanh Lâm Nhất,
hình thành lên một kết giới màu xanh. Kết giới này giống như một lĩnh vực kiếm đạo, ẩn chứa kiếm thế sắc bén không thể tưởng tượng, có thể dễ dàng đánh bại đám nhân tài kiệt xuất. Cảnh giới tỉnh nguyên. Hắn không vội vàng để Thanh Loan biến mất, ngồi xếp bằng, đặt kiếm táng hoa sang một bên, tinh quang trong hai mắt lay động. Tiếp sau đó mới chính là vở kịch chính, thánh linh thật sự của Phù Vân Thập Tam Kiếm, đã đến lúc xuất thế rồi. Hai tay hắn lần lượt đặt lên hai đầu gối, ngưng tụ các kiếm ấn khác nhau, kích hoạt Phù Vân kiếm pháp. Cùng với sự chuyển động của kiếm pháp, Thanh Loan đang bay lượn xung quanh giường như biến thành cánh tay của Lâm Nhất, khiến hắn có thể tùy ý điều khiển theo ý mình. Ngưng tụ. Hai tay Lâm Nhất giang rộng ra hai bên, sau đó đột ngột chắp lại, 10 ngón tay biến đổi với tốc độ chóng mặt. Kiếm quang lóe lên giữa các ngón tay, khiến đất trời lập lòe, thời gian lúc này dường như trôi qua vô cùng nhanh. Cuồng phong nổi lên, ánh điện chớp. Giật, toàn bộ đinh phong cứ đáng sợ như ngày tận thế. Rất nhiều đệ tử của Phù Vân Kiếm Tông nhìn thấy dị tượng này đều hết sức kinh ngạc, nhao nhao quay đầu lại nhìn. Thằng nhóc này lại đang làm cái gì thế? Trưởng giáo Phù Vân đang ở trong đại điện của tông môn, đôi mắt khẽ nheo lại, nhìn về đinh phong cư ở phía xa với sắc mặt nghỉ hoặc. Mây trôi không phải ý của ta, nháy mắt đã qua vạn năm. Thế sự xoay vần, vật đổi sao rời. Trong đinh phong cư, nơi mà Lâm Nhất đứng, dường như đã qua đi một vạn năm. Phù Vân Thập Tam Kiếm, Vạn Kiếm Quy Tông. Kiếm ấn trong tay Lâm Nhất thành hình, 13 con thanh loan hoàn mỹ hợp nhất. Tạo thành một thanh trường kiếm được bao phủ bởi sắc tím của sấm sét, với ánh sáng xanh lấp lánh. Rầm. Dưới kiếm quang này, đá, bụi, kim loại, cỏ cây, tất cả mọi thứ trên mặt đất đều tan chảy. Trong nháy mắt, nơi này bỗng biến thành một đống hoang tàn đổ nát, không còn bất cứ sự sống nào. Thanh kiếm khổng lồ màu xanh, dường như là vua của các loại kiếm, một tiếng gầm của nó, khiến toàn bộ trường kiếm của Phù Vân Kiếm Tông như hồng nhạn sợ hãi phải trốn chạy từ xa. Ầm ầm ầm, hàng vạn thanh trường kiếm rơi xuống mặt đất và tan chảy, không cần biết lợi kiếm sắc bén sáng chói đến đâu, vào giây phút rơi xuống, chúng lập. Tức mở đi và loang lổ vết rỉ sét. Một kiếm trùng quỷ dị xuất hiện ở giữa đinh phong cư, mà thanh trường kiếm màu xanh dường như đã nuốt sạch tất cả kiếm quang sắc bén. Đúng lúc đó, thấy dị tượng kiếm ý dường như không khống chế được nữa, trưởng giáo Phù Vân ở trong đại điện tông môn vung một ngón tay lên. Hư không vang lên một âm thanh giống như tiếng chuông vào buổi sáng sớm. Lắc lư. Rất nhiều thanh trường kiếm bay được nửa đường thì rơi xuống đất, khiến cho chủ nhân của những thanh kiếm này thở phào nhẹ nhõm. Thanh mang cự ảnh, vua của mọi kiếm. Lâm Nhất quay đầu nhìn, ánh mắt ngưng tụ trên kiếm xanh khổng lồ, không thể giấu nổi vẻ ngạc nhiên trong ánh mắt. Kiếm linh thật sự của Phù Vân Thập Tam Kiếm, thật sự nằm ngoài sự mong đợi của hắn, không những cường đại mà còn vô cùng quỷ dị. Những thanh trường kiếm bay đến kia, không chỉ bị đe dọa bởi uy áp của nó, mà kiếm mang còn bị nó nuốt chửng. Lâm Nhất đứng trên không trung, quay người một cái, gió lốc nổi lên. Biển mây vô tận trải dài sau lưng hắn, một khoảng trắng mênh mông, không nhìn thấy điểm cuối. Mây đã nổi, núi xanh đang ở đâu? Ta chính là núi xanh. Một kiếm này vốn phải dùng kiếm thế của nó để tạo ra một ngọn núi xanh trên tầng mây, để ý cảnh trong đó đạt đến viên mãn. Nhưng Lâm Nhất lại xông thẳng lên hóa cảnh, chắc chắn hắn có ý tưởng và lý giải riêng. Vào khoảnh khắc mây thành biển, kiếm thế trên người Lâm Nhất cực kỳ nặng nề, thanh kiếm trong tay còn nặng hơn cả núi. Bùm, dưới lực hút của dị tượng, không gian xung quanh hắn lập tức trở nên móp mép, biển mây vô biên bị hút vào, 12 con thanh loan cũng bị nuốt chửng. Đợi Lâm Nhất đâm một kiếm ra, một vòng xoáy đáng sợ màu trắng xuất hiện, dường như đến cả không gian cũng bị nuốt vào. Nhát kiếm này, vừa tấn công được, vừa phòng thủ được. Sau khi chém ra liền hai kiếm, kiếm thế trên người Lâm Nhất lên đến đỉnh cao chưa từng thấy. Lúc này, hắn tựa như đỉnh núi Thánh Kiếm nguy nga sừng sững, đỏ cao với trời, là tồn tại không thể chạm vào trong mắt người thường. Đứng trên đỉnh núi, có phong mang vô tận, cầm kiếm bễ nghễ nhìn bát phương. Ta có một kiếm, tầng mây trên còn cao hơn cả bầu trời. Kiếm cuối cùng của Phù Vân Thập Tam Kiếm. Phía trên bầu trời, kiếm quang rực rỡ chiếu rọi cả mảnh thiên địa, tiếng chuông đại đạo lại vang lên lần nữa, kiếm thế đáng sợ xông lên bầu trời, nhát kiếm này đã chém thủng tầng trời cuối cùng. Răng rắc, màn đêm buông xuống, một dải ngân hà từ từ hiện ra, Thương Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước, có thể trông thấy loáng thoáng tứ đại tinh. Tượng, Lâm Nhất đứng lặng giữa không trung, như thể đang đứng trên đỉnh núi,
có vô số ánh sao rơi lên người hắn. Cuối cùng cũng thành công. Lâm Nhất thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt hiện lên vẻ mệt mỏi. Vốn dĩ một kiếm này không có dị tượng tráng lệ như nhưng hôm đó. Sau khi Lâm Nhất chứng kiến núi Tỉnh Linh chém thủng 4 tầng trời, trong lòng đã ngộ ra. Núi Tỉnh Linh lấy cả Phù Vân Kiếm Tông làm nền móng, chém thủng 4 tầng trời, làm cho màn đêm che trời, ánh sao rơi xuống. Tất nhiên bản thân Lâm Nhất không thể so với cả tông môn, nhưng nếu mượn kiếm thế của Phù Vân Thập Tam Kiếm, đạt đến tình trạng đẹp ngang núi Thánh Kiếm. Có lẽ có thể thử một phen, trong lúc làm hắn đã thất bại mấy lần, hôm nay cuối cùng cũng thành công. Vui! Lâm Nhất khoanh chân ngồi xuống mặt đất tả tơi, 13 con thanh loan xung quanh vẫn chưa tản đi. Thanh loan kêu lên rồi bay quanh Lâm Nhất thành một vòng tròn, hình thành một kết giới màu lam. Bên trong kết giới giống như là khu vực kiếm đạo, ẩn chứa kiếm thế sắc bén không tưởng, nhưng có thể dễ dàng xé nát tinh anh cảnh giới tỉnh nguyên. Lâm Nhất chưa cho thanh loan tản đi vội mà khoanh chân ngồi xếp bằng, hắn tiện tay để kiếm táng hoa sang bên cạnh, đôi mắt khởi động tỉnh quang. Tiếp theo đây mới là chuyện chính thật sự, lúc này thánh linh chân chính của Phù Vân Thập Tam Kiếm hiện thế rồi. Đặt hai tay lên hai đầu gối, ngưng kết ra kiếm ấn khác nhau, Lâm Nhất bắt đầu vận động Phù Vân Kiếm Pháp. Theo sự vận động của kiếm pháp, thanh loan bay lượn xung quanh tựa như cánh tay của hắn và hắn có thể điều khiển theo ý muốn. Ngưng! Lâm Nhất mở hai tay ra, rồi mạnh mẽ hợp lại thành hình chữ thập, 10 ngón tay biến hóa với tốc độ không thể tưởng tượng được. Kiếm quang lóe ra giữa những ngón tay, làm cho trời đất cũng trở nên lúc sáng lúc tối, giờ phút này dường như thời gian trôi qua với tốc độ cực nhanh. Cuồng phong gào thét, sấm sét vang dội, toàn bộ đinh phong cư. Đáng sợ như ngày tận thế vậy. Trong Phù Vân Kiếm Tông, rất nhiều đệ tử nhìn thấy dị tượng này, bọn họ hết sức ngạc nhiên, cả đám quay đầu lại nhìn. Tên nhóc này lại đang làm cái gì vậy? Trưởng môn Phù Vân đang ở trong điện chính tông môn, ông ấy nheo mắt, nhìn về phía đinh phong cư với vẻ mặt nghỉ hoặc. Phù Vân không phải ý ta, nhoáng cái đã 1 vạn năm. Thương hải tang điền, vật đổi sao rời. Bên trong đinh phong cư, chỗ Lâm Nhất ở tựa như đã trôi qua 1 vạn năm vậy. Phù Vân Thập Tam Kiếm, Vạn Kiếm Quy Tông. Kiếm ấn trong tay Lâm Nhất bỗng thành hình, 13 con thanh loan dung hợp hoàn hảo, hóa thành một thanh kiếm dài tỏa ra ánh sáng xanh lục và trải đầy tia sét màu tím. Vùi! Kiếm quang chiếu rọi, tảng đá, bụi bặm, kim loại, cỏ cây, mọi vật trên mặt đất đều tan chảy. Trong thoáng chốc, nơi đây đã trở thành một vùng đổ nát hoang vu, không có sự sống. Thanh kiếm khổng lồ tỏa ra ánh sáng xanh lục giống như vua kiếm, nó kêu lên một cái, vô số trường kiếm ở khắp Phù Vân Kiếm Tông ảo ảo bay tới. Keng, keng, keng! Mấy vạn thanh trường kiếm rơi xuống mặt đất, mặc kệ những thanh kiếm đó sắc bén cỡ nào, ngay khi rơi xuống đất thì lập tức ảm đạm thất sắc, rỉ sét lỗ chỗ. Một tòa mộ kiếm quỷ dị đã xuất hiện trong đỉnh phong cư, còn thanh trường kiếm màu xanh lục kia có vẻ đã nuốt hết ánh rực rỡ của toàn bộ kiếm quang rồi. Khi nhìn thấy kiếm ý này có dấu hiệu không dừng lại được, trưởng môn Phù Vân đang ở trong điện chính tông môn lập tức vung tay lên, trong hư không vang lên âm thanh như hồi chuông cảnh tỉnh. Chao đảo. Rất nhiều thanh kiếm bay được nửa đường rồi lũ lượt rơi xuống đất, làm cho chủ nhân của bội kiếm thở phào nhẹ nhõm. Hình dáng to lớn có màu xanh, vua kiếm. Lâm Nhất quay người lại nhìn chăm chú vào thanh kiếm khổng lồ màu xanh, hắn. Cứ kinh ngạc mãi. Kiếm linh thật sự của Phù Vân Thập Tam Kiếm, thật sự có hơi vượt khỏi dự liệu của hắn, nó không chỉ mạnh mà còn rất quỷ dị. Những thanh kiếm bay tới kia, không chỉ bị khiếp sợ trước uy nghiêm của nó, mà còn bị nó nuốt mất sự sắc bén. Phù Vân Thập Tam Kiếm, Vạn Kiếm Quy Tông. Kiếm thế đáng sợ phóng ra từ trong đỉnh phong cư, thổi quét khắp Phù Vân Kiếm Tông khiến cho mọi người phải kinh ngạc. Từng ánh mắt nhìn đến chỗ đinh phong cư đều hiện lên vẻ rung động không thể lý giải. Chỗ ở của Diệp Tử Lăng trong tông môn. Nàng ta và Tiểu Vũ Nhược đang đứng cạnh nhau, một người dáng người cao gầy, lạnh lùng, anh khí nghiêm nghị, một người hoạt bát hồn nhiên, dáng người nóng bỏng. Sư tỷ, có chuyện gì vậy? Tiểu Vũ Nhược ngạc nhiên lắm, nàng ấy chớp mắt rồi nhìn về phía đỉnh phong cư, khuôn mặt xinh đẹp kinh ngạc. Vừa nãy, nàng ta cảm nhận được kiếm uy không tưởng, bội kiếm trong tay suýt thì vùng ra. May có sư tỷ ở bên cạnh, dùng kiếm ý thông thiên nên mới miễn cưỡng cản được luồng kiếm uy này, giữ yên bội kiếm cho nàng ta. Nếu không, kiếm của nàng ta cũng bay đi rồi, đi đến đỉnh phong cư. Ánh kiếm khổng lồ màu xanh, vạn kiếm cùng bay về. Đó chính là hình ảnh nàng ta vừa nhìn thấy, vô số kiếm quang ùn ùn bay tới,
rít gào bay đi như mưa tên. Là thánh linh. Ánh mắt Diệp Tử Lăng lóe lên, nàng ta tự lẩm bẩm, trong mắt lóe lên vẻ khâm phục. Nàng ta chưa bao giờ gặp một nhân vật yêu nghiệt như vậy trong số các bạn đồng trang lứa, trình độ kiếm đạo mạnh một cách nghịch thiên. Cho dù là trong thế gia Tuyết Diệu, những đệ tử dòng chính hay mắt cao hơn đầu kia cũng khó mà sánh được với hắn. Chí ít là ở cảnh giới tinh quân, chắc chắn không ai sánh bằng hắn, mà khủng bố nhất là Lâm Nhất còn chưa đến 20 tuổi. Hai chữ siêu phàm, mô tả hắn một cách hoàn hảo, dù có hơi thiếu sót. Thánh linh á, thánh linh của Phù Vân Thập Tam Kiếm không phải là Thanh Loan à? Tiểu Vũ Nhược nghiêng đầu nói. Diệp Tử Lăng bình tĩnh đáp, tất nhiên không phải, năm xưa Phù Vân Thập Tam Kiếm có thể danh chấn Đông Hoang, chính vì có người đã tế ra thánh linh thật sự của Phù Vân Thập Tam Kiếm. So sánh Phù Vân Thập Tam Kiếm có thánh linh và Phù Vân Thập Tam Kiếm không có thánh linh, hai loại kiếm pháp khác nhau hoàn toàn. Tốt quá! Tiểu Vũ Nhược mừng rỡ nói, Nhất sư huynh còn chưa tấn thăng lên tỉnh quân, đợi huynh ấy tấn thăng lên tinh quân rồi cùng chúng ta đến Thương Huyền Phủ. Đến lúc đó trong trận chiến xếp hạng, chúng ta có Nhất sư huynh vậy thì muốn tranh vị trí đầu bảng, chuyện đó ăn chắc rồi. Diệp Tử Lăng mỉm cười, gõ đầu nàng ta rồi cười mắng, muội đấy, bây giờ chỉ biết mỗi Nhất sư huynh thôi, nói chuyện luôn mồm nhắc đến hắn. Hi hi, có đâu, nhưng Nhất sư huynh đẹp trai thật đấy, sư tỷ, hai người ở bên nhau đi. Tiểu Vũ Nhược cười hì hì nói. Nếu bọn ta ở bên nhau, muội phải làm sao? Hiếm khi thấy Diệp Tử Lăng không phản bác, nàng ta mỉm cười nhìn Vũ Nhược rồi nói. Muội không biết, nhưng sư tỷ và Nhất sư huynh mà ở bên nhau, Tiểu Vũ Nhược sẽ rất vui. Tiểu Vũ Nhược chớp chớp mắt, nghiêm túc nói. Nàng ta hồn nhiên lương thiện, tính tình thành thật chất phác, đôi mắt xinh đẹp giống như hoa sơn trà trên núi đọng giọt sương buổi sớm. Ngốc, muội sẽ không vui đâu. Diệp Tử Lăng xoa đầu Tiểu Vũ Nhược, khóe miệng cong cong mỉm cười, ánh mắt tràn ngập vẻ cương triều. Một lúc sau, nàng ta dịu dàng nói, ta và Nhất sư đệ sẽ không ở bên nhau, nhưng bọn ta sẽ là những người bạn tốt, thích khác với yêu. Nhưng đôi khi, kết giao được một người bạn còn khó hơn việc gặp được người mình thích. Tiểu Vũ Nhược cái hiểu cái không, nàng ta chu môi nói, không đâu, muội sẽ vui, muội cũng có thể ở cùng bọn tỷ mà. Diệp Tử Lăng bật cười. Cốc đầu nàng ta rồi nói linh tỉnh, tỷ tần muội đấy. U ôi, đau quá, đừng cốc đầu muội, nhưng mà mấy hôm nữa Nhất sư huynh sẽ đi cùng chúng ta thật ạ. Tiểu Vũ Nhược mong đợi nói, mấy ngày rồi không gặp Nhất sư huynh, nàng ta rất muốn gặp Nhất sư huynh ngay, tất nhiên nét mặt cũng hiện lên vẻ vui mừng. Ừ, Diệp Tử Lăng gật đầu, mỉm cười nhẹ nhàng trả lời. Mặc kệ ra sau, việc hắn đã nắm vững thánh linh của Phù Vân Thập Tam Kiếm cũng là một niềm vui lớn. Đến lúc đó, Huyền Vương Điện, Thanh Lôi Tự, Thiên Hạc Lâu, với cả các thế lực ma đạo ở ma vực Thương Huyền kia chắc chắn sẽ bất ngờ. Nghĩ đến đây, gò má lạnh lùng của Diệp Tử Lăng hiện lên tia lạnh lẽo, sắc bén. Mấy năm nay, Phù Vân Kiếm Tông nhẫn nhịn đủ lâu rồi, giờ là lúc đoạt lại tất cả vinh quang, đây là chấp niệm của nàng ta, và cũng là lý do nàng ta ở lại Thương Huyền Phủ. Đó là ước mơ của nàng ta, là điều mà nàng ta quan tâm. Kiếm trong tay nàng ta sẵn sàng chết vì vinh quang đó. Nàng ta sống ở Phù Vân Kiếm Tông từ khi lên 7 tuổi, nơi đây đã trở thành nhà của nàng ta, sâu thẳm trong tim, đây là nơi nàng ta yêu hơn bất kỳ ai. Bên trong Đinh Phong Cư, Tiểu Băng Phượng đang cưỡi trên lưng huyết long mã do Tiểu Hồng hóa thành, trông thấy linh trận biến nơi này thành đống đổ nát, cùng với kiếm mộ ở đó, nàng ta kinh ngạc đến nỗi không khép được miệng. Chuyện này là sao? Bồn đế mới đi có 3 ngày mà ngươi đã bắt đầu phá nhà rồi à? Tiểu Băng Phương quét mắt qua rồi hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Nhất, đến cả viện nhỏ nàng ta đang ở cũng bị quét sạch rồi. Chưa khống chế được, Lâm Nhất chớp chớp mắt, cười nhẹ nói. Hắn đã cố gắng khống chế, không sử dụng kiếm ý nhiều, khổ nỗi uy lực của Phù Vân Thập Tam Kiếm vẫn quá lớn. Nhất là sát chiêu cuối cùng, ta có một kiếm, vượt lên tầng mây, cao hơn cả trời. Kiếm thế vô biên ở nhát kiếm đó đã xé toạc 36 tầng trời, vô số ánh sao ùa xuống dung hòa vào kiếm quang rồi phóng ra ngoài. Còn về thánh linh của Phù Vân Thập Tam Kiếm, thì còn vượt ngoài dự liệu của Lâm Nhất, nó thật khó tưởng và kỳ diệu. Kiếm ảnh khổng lồ, vô kiếm. Sau khi thánh linh nở rộ, kén kiếm ở mi tâm Lâm Nhất còn lớn lên khá nhiều. Chắc là ta có thể đột phá lên tinh quân rồi chứ? Lâm Nhất nhìn Tiểu Băng Phượng, hỏi. Hắn cũng khá thành thạo thất hoa tụ đỉnh rồi, không còn vô tri hồ đồ như đợt đầu nữa. Nền tảng của hắn cũng vững hơn nhiều rồi,
đợi hắn luyện hóa miếng cửu diệp thánh của, với lá thần của quả thần huyết, hắn hoàn toàn đủ sức để đấu lại khổ tu vài năm đến mười mấy năm. Tiểu băng phượng suy nghĩ rồi ngập ngừng bảo, tốt nhất là nên đợi thêm, ngươi không cần phải nóng vội quá đâu, nhưng nếu ngươi đã đồng ý với Diệp Tử Lăng là bây giờ sẽ đột phá tinh quân, vậy thì cũng không sao, ngươi tự khống chế mức độ là được. Ta hiểu rồi, Lâm Nhất nhẹ giọng nói. Bây giờ tấn thăng lên tinh quân sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào, nhưng sẽ hơi thiệt, đó là không thể phát huy hết mức chỗ có lợi của thất hoa tụ đỉnh. Nhưng vẫn trong phạm vi chấp nhận được, nếu hắn đã đồng ý với Diệp Tử Lăng, vậy thì hắn chịu được chút thiệt hại này. Kể cho bổn đế nghe xem, mấy hôm nay ngươi đã trải qua những gì? Tiểu băng phượng quay người xuống ngựa, ngạo nghề nói. Phù vân thập tam kiếm được ta tu luyện đến hóa cảnh, kể cả ba kiếm cuối, với lại không ngờ thánh linh của phù vân thập tam kiếm lại là một thanh kiếm, bây giờ ta mới biết. Lâm Nhất kể đầu đuôi ngọn ngành việc tu luyện trong mấy hôm nay cho đối phương nghe. Ánh mắt tiểu băng phượng lóe lên vẻ kinh ngạc, nàng ta nghiêm mặt nói, Lâm Nhất, thiên phú kiếm đạo của ngươi thật ghê gớm, bổn đế thật sự phải lau mắt mà nhìn ngươi đấy. Trước đây, bổn đế chỉ thấy ngươi đẹp trai, có thể làm tay sai cho ta, bây giờ xem ra ngươi thật sự có một tí tư cách rồi đấy. Không nói phét thì chết gà. Lâm Nhất nói thầm trong lòng, may mà hắn đang vui, nếu không hắn phải xử lý con bé này một trận. Ngươi thì sao, mây hôm nay chẳng thấy ngươi đâu, ta còn đang có việc cần tìm ngươi đây. Lâm Nhất chuyển đề tài, không thì đối phương lại. Khoe khoang sự nghiệp vĩ đại của mình năm xưa mất. Cái gì mà trời sinh ta đã sinh, trời diệt vong ta bất diệt. Cái gì mà tứ hải bát hoang, độc nhất vô nhị. Cái gì mà bổn đế sinh ra một cái đã 18 tuổi, một kỷ nguyên là một tuổi, kể không dứt luôn. Của nhiên tiểu băng phượng mắc mưu thật, nàng ta nhìn tiểu hồng, bĩu môi nói, vì cái tên này mà ta phải chạy đi mấy chuyến, ta sắp lật tung cả thương huyền phủ mới tìm được một yêu thú vương giả mang trong mình máu rồng. Còn đánh một trận nữa, miễn cưỡng cho nó nâng cao đến cảnh giới tỉnh Hà Đỉnh Phong, ta còn giữ lại yêu đan để chuẩn bị cho nó lúc tấn thăng lên tỉnh tượng. Tiểu hồng hóa thành hình mèo xong xấu hổ ngãi đầu, hiển nhiên là mấy hôm nay tiểu băng phượng khá là tốn công vì nó. Phải rồi, người tìm bổn đế có việc gì? Tiểu băng phượng tò mò hỏi. Lâm Nhất kể cho nàng ta nghe hết mấy chuyện về mộ nam đế, sinh tử đồ lục, thiên mệnh phù chiếu, thiên long cốt, với cả chiếc chìa khóa khô huyền. Ôi trời ơi! Tiểu băng phượng sốc lắm, hiếm khi mới thấy nàng ta lộ ra vẻ kinh ngạc, lần đầu tiên thấy nàng ta không xưng bổn đế. Bổn đế đã đánh giá thấp cửu đế gì gì đó rồi, một tên nam đế, thế mà có tận ba vật báu. Nhưng một lát sau, nàng ta đã khôi phục vẻ bình thường, rồi châm ngâm nói, bảo bọn họ là cá thối tôm ươn đúng là có quá đáng, nhưng so với bổn đế thì vẫn kém một chút. Này Lâm Nhất cười rồi lấy bức họa tường vi ra đưa cho tiểu băng phượng. Tiểu băng phượng chưa mở ra vội, chỉ cầm lấy, lát sau mặt nàng ta biến sắc, trầm giọng nói, người quyết định không mở nó ra, rất chính xác. Ngày xưa là người không biết gì thì không thấy sợ, thấy núi là núi, thấy nước là nước. Bây giờ trong lòng có ý tưởng rồi, có khi sẽ nhìn ra cái không tốt thật. Đấy, nàng ta nói xong lại ném bức họa lại cho Lâm Nhất, không nói gì nữa. Bức họa này là sinh tử đồ lục ẩn chứa cửa địa ngục thật hả? Thế gian này có địa ngục thật sao? Lâm Nhất ngạc nhiên lắm, không ngờ ngay cả tiểu băng phượng cũng không dám xem, lạ thật. Vị này là người mà trừ Diệp Tử Lăng ra thì không gì có thể làm nàng ta sợ. Những điều ngươi không biết còn nhiều lắm, năm xưa Tử Diên đánh một trận thành danh, trận đại chiến gây chấn động Côn Luân, chính là đánh ở địa ngục đấy. Tiểu băng phượng khinh thường nhìn Lâm Nhất một cái, sau đó nói toạc ra. Thánh cảnh chém thánh linh, chậc chậc chậc, làm cho trẻ con sợ chết khiếp. Tiểu băng phượng vừa mới khen Tử Diên kiếm thánh một câu, lại khinh thường ngay. Thánh cảnh chém thần linh. Câu này tiểu băng phượng đã nói qua rất nhiều lần, Lâm Nhất nghe thì thấy rất lợi hại, nhưng sức nặng trong đó cỡ nào thì không biết. Bất kể là thánh cảnh hay thần linh, đó đều là những tồn tại mà Lâm Nhất không thể chạm tới, thậm chí còn không tưởng tượng nổi. Hắn cất bức họa tường vỉ đi, nghĩ nghĩ rồi nói, nếu tầng phong ấn ở đảo Khô Huyền mà mở thật, đại đế có chịu đi một chuyến không? Nếu ngươi đã nói vậy, đến lúc đó bốn đế sẽ cố mà nhìn vậy, nếu Khô Huyền Đại Thánh là truyền nhân của Nam Đế, vậy thì quan sát đảo Khô Huyền, chắc cũng đoán được đại khái Nam Đế mấy cân mấy lạng. Tiểu băng phượng thờ ơ nói. Lâm Nhất mỉm cười, có tiểu băng phượng đi cùng, bất kể đảo Khô Huyền có nguy hiểm cỡ nào, ít nhiều cũng có tí bảo đảm. Ngươi vào hộp kiếm, chúng ta đi gặp ông lão kia trước đã. Lâm Nhất gọi một tiếng,
cười nhẹ nói. Tiểu Băng Phượng hơi sửng sốt, sau đó nàng ta nhớ ra, hôm nay là ngày trưởng môn Phù Vân hẹn gặp Lâm Nhất. Tiểu Băng Phượng vui vẻ đồng ý, trưởng môn Phù Vân tìm Lâm Nhất có việc. Gì, nàng ta cũng tò mò lắm. Nhất là sát chiêu cuối cùng, ta có một kiếm, vượt lên tầng mây, cao hơn cả trời. Kiếm thế vô biên ở nhát kiếm đó đã xé toạc 36 tầng trời, vô số ánh sao ùa xuống dung hòa vào kiếm quang rồi phóng ra ngoài. Còn về thánh linh của Phù Vân thập tam kiếm, thì còn vượt ngoài dự liệu của Lâm Nhất, nó thật khó tưởng và kỳ diệu. Kiếm ảnh khổng lồ, vô kiếm. Sau khi thánh linh nở rộ, kén kiếm ở mi tâm Lâm Nhất còn lớn lên khá nhiều. Chắc là ta có thể đột phá lên tinh quân rồi chứ? Lâm Nhất nhìn Tiểu Băng Phượng, hỏi. Hắn cũng khá thành thạo thất hoa tụ đỉnh rồi, không còn vô tri hồ đồ như đợt đầu nữa. Nền tảng của hắn cũng vững hơn nhiều rồi, đợi hắn luyện hóa miếng cửu diệp thánh của, với lá thần của quả thần huyết, hắn hoàn toàn đủ sức để đấu lại khổ tu vài năm đến mười mấy năm. Tiểu Băng Phượng suy nghĩ rồi ngập ngừng bảo, tốt nhất là nên đợi thêm, ngươi không cần phải nóng vội quá đâu, nhưng nếu ngươi đã đồng ý. Với Diệp Tử Lăng là bây giờ sẽ đột phá tỉnh quân, vậy thì cũng không sao, ngươi tự khống chế mức độ là được. Ta hiểu rồi. Lâm Nhất nhẹ giọng nói. Bây giờ tấn thăng lên tỉnh quân sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào, nhưng sẽ hơi thiệt, đó là không thể phát huy hết mức chỗ có lợi của thất hoa tụ đỉnh. Nhưng vẫn trong phạm vi chấp nhận được, nếu hắn đã đồng ý với Diệp Tử Lăng, vậy thì hắn chịu được chút thiệt hại này. Kể cho bổn đế nghe xem, mấy hôm nay ngươi đã trải qua những gì? Tiểu Băng Phượng quay người xuống ngựa, ngạo nghễ nói. Phù Vân thập tam kiếm được ta tu luyện đến hóa cảnh, kể cả ba kiếm cuối. Với lại không ngờ thánh linh của Phù Vân thập tam kiếm lại là một thanh kiếm, bây giờ ta mới biết. Lâm Nhất kể đầu đuôi ngọn ngành việc tu luyện trong mấy hôm nay cho đối phương nghe. Ánh mắt Tiểu Băng Phượng lóe lên vẻ kinh ngạc, nàng ta nghiêm mặt nói, Lâm Nhất, thiên phú kiếm đạo của ngươi thật ghê gớm, bổn đế thật sự phải lau mắt mà nhìn ngươi đấy. Trước đây, bổn đế chỉ thấy ngươi đẹp trai, có thể làm tay sai cho ta, bây giờ xem ra ngươi thật sự có một tí tư cách rồi đấy. Không nói phét thì chết gà. Lâm Nhất nói thầm trong lòng, may mà hắn đang vui, nếu không hắn phải xử lý con bé này một trận. Ngươi thì sao, mây hôm nay chẳng thấy ngươi đâu, ta còn đang có việc cần tìm ngươi đây. Lâm Nhất chuyển đề tài, không thì đối phương lại khoe khoang sự nghiệp vĩ đại của mình năm xưa mất. Cái gì mà trời sinh ta đã sinh, trời diệt vong ta bất diệt. Cái gì mà tứ hải bát hoang, độc nhất vô nhị. Cái gì mà bổn đế sinh ra một cái đã 18 tuổi, một kỷ nguyên là một tuổi. Kể không dứt luôn. Của nhiên Tiểu Băng Phượng mắc mưu thật, nàng ta nhìn Tiểu Hồng, bĩu môi nói, vì cái tên này mà ta phải chạy đi mấy chuyến, ta sắp lật tung cả Thương Huyền Phủ mới tìm được một yêu thú vương giả mang trong mình máu rồng. Còn đánh một trận nữa, miễn cưỡng cho nó nâng cao đến cảnh giới tinh hà đỉnh phong, ta còn giữ lại yêu đan để chuẩn bị cho nó lúc tấn thăng lên tỉnh tượng. Tiểu Hồng hóa thành hình mèo xong xấu hổ ngãi đầu, hiển nhiên là mấy hôm nay Tiểu Băng Phượng khá là tốn công vì nó. Phải rồi, người tìm bổn đế có việc gì? Tiểu Băng Phượng tò mò hỏi. Lâm Nhất kể cho nàng ta nghe hết mấy chuyện về mộ nam đế, sinh tử đồ lục, thiên mệnh phù chiếu, thiên long cốt, với cả chiếc chìa khóa khô huyền. Ôi trời ơi! Tiểu Băng Phượng sốc lắm, hiếm khi mới thấy nàng ta lộ ra vẻ kinh ngạc, lần đầu tiên thấy nàng ta không xưng bổn đế. Bổn đế đã đánh giá thấp cửu đế gì gì đó rồi, một tên nam đế, thế mà có tận ba vật báu. Nhưng một lát sau, nàng ta đã khôi phục vẻ bình thường, rồi trầm ngâm nói, bảo bọn họ là cá thối tôm ươn đúng là có quá đáng, nhưng so với bổn đế thì vẫn kém một chút. Này, Lâm Nhất cười rồi lấy bức họa tường vi ra đưa cho Tiểu Băng Phượng. Tiểu Băng Phượng chưa mở ra vội, chỉ cầm lấy, lát sau mặt nàng ta biến sắc, trầm giọng nói, người quyết định không mở nó ra, rất chính xác. Ngày xưa là người không biết gì thì không thấy sợ, thấy núi là núi, thấy nước là nước. Bây giờ trong lòng có ý tưởng rồi. Có khi sẽ nhìn ra cái không tốt thật đấy. Nàng ta nói xong lại ném bức họa lại cho Lâm Nhất, không nói gì nữa. Bức họa này là sinh tử đồ lục ẩn chứa cửa địa ngục thật hả? Thế gian này có địa ngục thật sao? Lâm Nhất ngạc nhiên lắm, không ngờ ngay cả Tiểu Băng Phượng cũng không dám xem, lạ thật. Vị này là người mà trừ Diệp Tử Lăng ra thì không gì có thể làm nàng ta sợ. Những điều ngươi không biết còn nhiều lắm, năm xưa Tử Diên đánh một trận thành danh. Trận đại chiến gây chấn động Côn Luân, chính là đánh ở địa ngục đấy. Tiểu Băng Phượng khinh thường nhìn Lâm Nhất một cái, sau đó nói toạc ra. Thánh cảnh chém thánh linh, chậc chậc chậc,
làm cho trẻ con sợ chết khiếp. Tiểu Băng Phượng vừa mới khen Tử Diên kiếm thánh một câu, lại khinh thường ngay. Thánh cảnh chém thần linh. Câu này Tiểu Băng Phượng đã nói qua rất nhiều lần, Lâm Nhất nghe thì thấy rất lợi hại, nhưng sức nặng trong đó cỡ nào thì không biết. Bất kể là thánh cảnh hay thần linh, đó đều là những tồn tại mà Lâm Nhất không thể chạm tới, thậm chí còn không tưởng tượng nổi. Hắn cất bức hỏa tường vi đi, nghĩ nghĩ rồi nói, nếu tầng phong ấn ở đảo Khô Huyền mà mở thật, đại đế có chịu đi một chuyến không? Nếu ngươi đã nói vậy, đến lúc đó bốn đệ sẽ cố mà nhìn vậy, nếu Khô Huyền đại thánh là truyền nhân của Nam đế, vậy thì quan sát đảo Khô Huyền, chắc cũng đoán được đại khái Nam đế mấy cân mấy lạng. Tiểu Băng Phượng thờ ơ nói. Lâm Nhất mỉm cười, có Tiểu Băng Phượng đi cùng, bất kể đảo Khô Huyền có nguy hiểm cỡ nào, ít nhiều cũng có tí bảo đảm. Ngươi vào hộp kiếm, chúng ta đi gặp ông lão kia trước đã. Lâm Nhất gọi một tiếng, cười nhẹ nói. Tiểu Băng Phượng hơi sửng sốt, sau đó nàng ta nhớ ra, hôm nay là ngày trưởng môn Phù Vân hẹn gặp Lâm Nhất. Tiểu Băng Phượng vui vẻ đồng ý, trưởng môn Phù Vân tìm Lâm Nhất có việc gì, nàng ta cũng tò mò lắm. Phù Vân kiếm tông, điện chính tông môn. Trưởng môn đã đợi lâu rồi, khi Lâm Nhất đẩy cánh cửa to bằng đồng ra, thì trông thấy đối phương tươi cười dậy khỏi ghế chủ tọa trên cao đi về phía hắn. Lâm Nhất hơi sửng sốt, thế này hắn có hơi chịu không nổi. Đường đường là một vị trưởng môn, còn là đại lão bất khả chiến bại cảnh giới long mạch, thế mà lại đích thân đi xuống đón hắn. Không biết có phải ảo giác không, Lâm Nhất cảm thấy sau khi mình đột phá thành công thất hoa tụ đỉnh, vị trưởng môn vốn có phần khách khí với mình đây, bây giờ không chỉ dừng lại ở khách khí đơn giản thế nữa. Thậm chí còn có ý nịnh nọt, Lâm Nhất không chắc lắm. Lúc thấy hắn, đôi mắt kia sẽ sáng ngời, sự yêu quý và xem trọng không che giấu tí nào. Kiếm ý của đối phương chí ít cũng phải đạt tới tứ phẩm đỉnh phong, chắc chắn là đại lão thật, thực ra ông ấy không cần khách sáo như vậy. Cũng không biết sốt cuộc trong hồ lô ông ấy đang bán thuốc gì, Lâm Nhất không nghĩ nữa, hắn chắp tay nói, đệ tử Lâm Nhất, đến như đã hẹn. Ha ha ha, khách sáo thế. Trưởng môn Phù Vân cười to mấy tiếng, để tay lên vai Lâm Nhất, gần như là tay nắm tay dẫn hắn ngồi xuống. Lâm Nhất thầm cười khổ, ngài mới là người khách sáo ấy. Hắn lộ vẻ bất đắc dĩ, nghĩ nghĩ hay là phải xin lỗi nhỉ, trước đây mình cứ gọi ông ấy là lão gia hỏa, hình như không lễ phép cho lắm. Thực ra nghĩ kỹ thì mặc kệ đối phương có mục đích gì, trưởng môn Phù Vân đối xử với mình không chê vào đâu được. Hắn vừa đến đã phá lệ cho hắn leo lên núi Thánh Kiếm, sau đó chân long thánh dịch thì hầu như là có bao nhiêu cho bấy nhiêu. Buộc mình đánh nhau với tà tu, thực ra vô hình chung cũng là muốn để hắn mau trưởng thành, sớm ngày thích ứng với môi trường ở giới Côn Luân. Đồng thời liên tục tạo sức ép cho tiềm lực của mình. Đột phá thành công thất hoa tụ đỉnh, nếu phải tính về ngoại lực, thì ít nhất đối phương phải chiếm 7 phần. Cậu có nhớ trước kia ta từng bảo có việc cần cậu làm không? Trưởng môn Phù Vân lại ngồi vào ghế chủ vị, cười ha ha nói. Đệ tử đến vì chuyện đấy. Tất nhiên là Lâm Nhất nhớ, chuyện hắn đã đồng ý với người khác thì hắn sẽ ghi nhớ trong tim. Đây là ân tình, nếu không trả, trong lòng sẽ rất bất an. Suy nghĩ không thông suốt được. Thật ra cũng không có đại sự gì, cậu đã nghe nói về tàng kiếm lâu chưa? Trưởng môn Phù Vân mỉm cười nhìn Lâm Nhất, ông nhẹ giọng nói. Lâm Nhất gật đầu, bây giờ hắn không còn non như hồi mới vào Côn Luân, hỏi cái gì cũng không biết, cái gì cũng không rõ. Thế lực rèn kiếm giỏi nhất giới Côn Luân là Tàng Kiếm Sơn Trang, Tàng Kiếm Lâu thuộc sở hữu của Tàng Kiếm Sơn Trang, có tổng cộng 3.666 tòa, có thể nói là trải rộng khắp thiên hạ, tứ hải bát hoang, chỗ nào cũng có. Hơn nữa cực kỳ nổi tiếng, bất kể ở đâu, Tàng Kiếm Lâu này cũng là một chỗ thánh địa kiếm đạo. Không chỉ mua được kiếm, đó còn là nơi các kiếm khách giao lưu với nhau, mài giữa võ nghệ, phẩm trà luận đạo. Tàng Kiếm Lâu ở gần Thương Huyền Phủ nhất chắc là Thanh Nham, Tàng Kiếm Lâu, nơi tỏa sáng khắp chín phủ, sức ảnh ảnh cực lớn. Mặt Lâm Nhất biến sắc, yên lặng đợi đối phương nói xong. Biết là tốt. Trưởng môn Phù Vân cười nhẹ nói, ngày xưa, lúc ta bằng tuổi cậu, ta có luận đạo với lâu chủ ở Thanh Nham Tàng Kiếm Lâu, kết quả thua nửa chiêu. Mất mặt chết đi được, thua mất bội kiếm mà sư. Tôn cho ta, chuyện. Cũng nghĩ lại mà đau đớn lòng. Ông ta nói đến hai chữ sư tôn, trong lòng như có sự chua xót khôn tả, nhắc đến mà cực kỳ do dự và thống khổ, nhưng cuối cùng vẫn nói ra. Ngài giỏi thật đấy. Lâm Nhất líu cả lưỡi, chưa đến 20 tuổi đã dám luận đạo với lâu chủ Tàng Kiếm Lâu, thế năm xưa ngài phải ngông nghênh cỡ nào.
là thanh kiếm nào vậy ạ? Lâm Nhất khá tò mò với điều này, hắn cười hì hì nói. Thiên văn thánh kiếm do tộc Mạch Thị chế tạo, trưởng môn Phù Vân nhẹ nhàng nói. Phụt! Lâm Nhất suýt thì phun, hắn nhìn đối phương với vẻ mặt không thể tin nổi, năm xưa lão đầu này phải tài năng cỡ nào chứ? Thiên văn thánh kiếm đã đủ đáng sợ rồi, lại còn gắn với bảng hiệu của tộc Mạch Thị, thế thì ngang với thần binh rồi. Vậy mà ông ấy lại lấy ra cửa kiếm với lâu chủ tàng kiếm lâu, ngông nghênh cỡ này, Lâm Nhất không thể tin nổi. Chuyện ngông cuồng cỡ này, Lâm Nhất tự vấn, bản thân hắn không làm được. Hắn không nỡ lấy táng hoa ra cược đâu, huống hồ còn là cược với lâu chủ của tàng kiếm lâu, thế thì đúng là điếc không sợ súng mà. Đại hội danh kiếm lần tới sắp bắt đầu rồi, cậu đi, giúp tôi giành về thanh kiếm đấy. Trưởng môn Phù Vân thấy sóng không sợ, thản nhiên nói. Hai mắt Lâm Nhất lóe lên, hắn cũng có chút hiểu biết về đại hội danh kiếm này. Đại hội danh kiếm có cỡ lớn cỡ nhỏ, nhỏ là tàng kiếm lâu các nơi, mỗi năm tổ chức một lần, phạm vi giới hạn trong khu vực mình quản lý. Lớn thì ở tàng kiếm Sơn Trang, người tham gia là thế hệ thanh niên ở khắp Côn Luân, 4 năm tổ chức một lần, được xưng là việc trọng đại nhất của kiếm giả khắp thiên hạ. Đại hội danh kiếm do tàng kiếm lâu tổ chức, có quy định khá đặc biệt, người tham gia phải được mời. Người được mời, bất kể có tu vi bậc nào cũng chỉ được thi triển ra cảnh giới thiên phách. Nhưng nói thì nói vậy, bình thường mà nói, đại hội danh kiếm nhỏ do tàng kiếm lâu tổ chức, cơ bản sẽ không có người ở cảnh giới thần đan đến góp vui. Đại hội danh kiếm có thể nói là một dịp quan trọng của các kiếm khách. Người thắng không chỉ nhận được bảo kiếm mà tàng kiếm lâu rèn ra, còn có được danh tiếng bất phàm. Các kiếm khách trẻ, phải nói là cực kỳ khao khát với sự kiện hoành tráng như đại hội danh kiếm. Tất nhiên Lâm Nhất cũng không ngoại lệ, không chỉ được tiếp xúc với các kiếm khách khác ở giới Côn Luân, tiện thể còn được nổi danh, nâng cao kiến thức. Đợi đãi. Lâm Nhất chợt có một thắc mắc, hắn nhìn đối phương rồi nói, thiên văn thánh binh do tộc Mạch Thị rèn ra, chắc thanh nham tàng kiếm lâu này không nỡ lấy ra làm phần thưởng cho đại hội danh kiếm đâu nhỉ. Chỉ nguyên nghìn văn thánh binh thôi, Lâm Nhất đã cảm thấy đối phương không nỡ lấy ra rồi, đây là bảo vật cất đáy hòm đấy. Cậu đi thì biết. Trưởng môn Phù Vân không giải thích nhiều, ông ấy cười nói cậu và Lạc công tử cùng nhau xuất phát. Lạc công tử. Lâm Nhát đang sinh nghi thì thấy Lạc Hoa mặc một bộ quần áo màu trắng, chậm rãi đi tới. Lâm huynh, lần này chúng ta phải xuất phát cùng nhau rồi. Dưới chiếc mũ lụa trắng, khuôn mặt Lạc Hoa lộ ra ý cười, chẳng qua người ngoài không nhìn rõ được. Chỉ loáng thoáng thấy đôi mắt đẹp, ẩn trong làn da trắng. Công tử. Lâm Nhất tỏ vẻ kỳ lạ. Không ngờ ông già này lại dùng xưng hô tôn kính với Lạc Hoa, dù nàng ta có là dòng chính của thế gia thánh giả, thì cũng không đến mức đấy. Ở kỷ nguyên thần long, công tử không nhất thiết chỉ nam giới, nó không chia nam nữ, ai cũng gọi được. Khi cái xưng hô này rơi trên người cô gái, nó có nghĩa là tôn kính, với địa vị là trưởng môn thì không cần gọi vị này là công tử. Nhưng ông già này lạ nha, nghĩ đến thái độ hơi nịnh nọt ông ấy dành cho mình, Lâm Nhất cũng không tiện đoán bừa. Lâm huynh không vui à? Dưới lớp sa trắng, Lạc Hoa thấy Lâm Nhất mãi không lên tiếng, giọng nàng ta hơi lạnh rồi. Cầu còn không được, Lâm Nhất chớp chớp mắt mỉm cười đáp. Vậy được, 3 ngày sau, sẽ có người đưa 2 người đến thanh nham tàng kiếm lâu, chuyện này cứ quyết vậy đi. Trưởng môn Phù Vân cười dịu dàng nói, nhưng ông ấy vừa dứt lời, mặt Lâm Nhất biến sắc. 3 ngày sau, đổi sang khi khác được không? Lâm Nhất tỏ vẻ khó xử, hắn ngập ngừng nói. 3 ngày sau là thời gian hắn hẹn với Diệp Tử Lăng cùng đến Thương Huyền Phủ. Không được, thời gian gấp gáp, 3 ngày sau cậu phải xuất phát. Trưởng môn Phù Vân vẫn tươi cười, nhưng ý trong lời nói rõ ràng là không cho phép nghỉ ngơ. Lâm Nhất nhíu mày, trầm ngâm không nói. Bầu không khí trong đại diện bắt đầu trở nên ngột ngạt, bầu không khí thoải mái trước đó đã bay sạch. Lâm huynh còn băn khoăn gì à? Lạc Hoa phá vỡ bầu không khí trầm mặc, lên tiếng hỏi. Lâm Nhất hít sâu một hơi, dù gì kể ra giao hẹn giữa hắn và Diệp Tử Lăng, cùng với chuyện mình đã đồng ý với nàng ta rằng sẽ tham gia trận đấu xếp hạng của Thương Huyền Phủ. Giọng hắn bình tĩnh, cố gắng thử thuyết phục đối phương, hy vọng trưởng môn Phù Vân có thể hiểu cho. Con nhóc này thật hồ nháo, chuyện này cũng chẳng thương lượng với A, nhưng đúng là chút chuyện nhỏ này không cần nói với ta thật. Thế này đi, A gạch tên cậu đi, chuyện trận đấu xếp hạng Thương Huyền Phủ cậu không cần lo nữa. Trưởng môn Phù Vân mỉm cười, ông ta còn tưởng là có chuyện lớn gì cơ. Nếu chỉ là chuyện này, vậy dễ xử lý rồi. Tỷ ấy không có hổ nháo,
đây cũng không phải chuyện nhỏ. Ánh mắt Lâm Nhất lóe lên vẻ tức giận, hắn cố gắng kìm lại cơn tức, nhưng chung quy vẫn không che giấu được cảm xúc của hắn, ý tức giận và cố chấp được thể hiện rõ qua lời hắn nói. Trưởng môn Phù Vân giật giật khóe miệng, thằng nhóc này chẳng nể mặt ông ấy tí nào, mặt ông ấy hơi cứng lại rồi. Xin trưởng môn thành toàn. Lâm Nhất cúi đầu, chắp tay nói. Hừ, nó có hổ nháo không, không đến lượt cậu lo, trận đấu xếp hạng Thương Huyền Phủ có phải chuyện nhỏ hay không, cậu cũng chưa có tư cách đến quyết định. Trưởng lão Phù Vân lạnh mặt, lạnh lùng hừ nói. Lâm Nhất tỏ ra thờ ơ, hắn đứng dậy phất tay áo bỏ đi. Đối phương đã nói như vậy thì không cần thiết phải trò chuyện tiếp nữa, chuyện này sao lại là chuyện nhỏ được. Đây là chấp niệm làm Diệp Tử Lăng ở lại Phù Vân Kiếm Tông, đây là giấc mộng nàng ta sẵn sàng dùng kiếm trong tay để bảo vệ, đây là tấm lòng mà Diệp Tử Lăng hướng về. Đây là lời hứa mà Lâm Nhất tôi hứa với người khác, thế mà trong mắt đối phương nó lại là chuyện hồ nháo, chuyện nhỏ, thật nực cười. Nói chuyện không hợp, nói thêm nửa câu cũng là thừa. Lâm Nhất, cậu đừng quên, nếu không có lão phu trợ giúp, cậu không thể thành công đột phá Thất Hoa tụ đỉnh. Trưởng môn Phù Vân lạnh nhạt nhìn chằm chằm bóng lưng Lâm Nhất, ông ấy chậm rãi nói, lão phu không cầu xin cậu, cái này là Lâm Nhất cậu nợ ta. Đáng ghét. Lâm Nhất chỉ cảm thấy trời đất tối tăm, trái tim như bị người ta bóp. Chặt, cực kỳ khó chịu, mặt hắn trầm xuống. Đây là cậu nợ ta, câu này của trưởng môn Phù Vân có lực sát thương cực lớn, bắt luôn điểm yếu của hắn. Khiến hắn không phản bác được, bước chân đang cất bước đi nhanh lập tức dừng lại. Rốt cuộc ông muốn thế nào? Lâm Nhất buông thống tay, hai tay nắm chặt thành quyền, hắn cắn môi, cả người run rẩy. 3 ngày sau cậu phải đến Thanh Nham Tàng Kiếm Lâu, trưởng môn Phù Vân thản nhiên nói, trong lúc vô ý, kiếm ý trên người tỏa ra uy áp cực kỳ. Đáng sợ, bao trùm khắp điện chính. Lâm Nhất đau đớn, trái tim hắn khó chịu như bị kim đâm, lúc đột phá lên Thất Hoa tụ đỉnh hắn cũng không có đau như này. Được, ta đồng ý với ông. Trong mắt Lâm Nhất ánh lên một giọt lệ, hắn nói trong mệt mỏi và bất lực. Quyết định này gần như đã rút hết toàn bộ tâm sức của hắn, so với đại chiến sinh tử còn đáng sợ hơn. Nhưng ông đừng gạch tên ta, nếu không tôi tuyệt đối sẽ không đi Thanh Nham Tàng Kiếm Lâu. Trong mắt Lâm Nhất xoẹt qua nét lạnh lùng, hắn trầm giọng đáp. Kẻo kẹt. Vào khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, Lâm Nhất bước nhanh ra ngoài. Bắt đầu từ khoảnh khắc hẳn đứng lên, hắn chưa từng quay người lại. Chỉ có giọng nói của hắn vang vọng trong đại điện. Sau chuyện này, chúng ta không ai nợ ai. Hậu viện Ninh Phong cư. Lâm Nhất đứng bên cạnh bờ sông, thân sắc ảm đạm và không nói gì. Hắn ta cứ như vậy kể từ khi trở về từ đại điện của tông môn, vẻ mặt chán nản khác thường. Hiện giờ tâm trạng đã bình tĩnh lại phần nào, không còn sự kích động như khi ở trong đại điện của tông môn nữa, nhưng sự phiền muộn sâu trong nội tâm, trong chốc lát không thể nào nguôi ngoai được. Lâm Nhất, vừa nãy ngươi quá kích động rồi, Tiểu Băng Phượng nhìn một hồi lâu, do dự nói, lão đầu đó có lẽ là có mục đích khác. Cổ thực kích động, nói cái gì mà không ai nợ ai, đúng là có chút quá đáng. Nhưng mà quên đi, cũng không thể giải thích rõ ràng với ông ấy được. Điều mà ngươi quan tâm, ở trong mắt người khác, cũng chỉ là một chuyện bé nhỏ không đáng kể mà thôi, nói thêm nữa cũng không giải quyết được việc gì. Lâm Nhất thở dài một tiếng, trong lời nói hiển nhiên có chút bất lực. Về mặt lý luận mà nói, thật ra ông ta cũng không sai, dù gì cũng là người đồng ý với ông ta trước. Nếu không, lão già đó cũng sẽ không dùng ân tình để ép ngươi, Tiểu Băng Phượng thử an ủi Lâm Nhất, nàng ta mặc dù không thích lão già đó, cả ngày trưng ra bộ mặt khó chịu. Nhưng từ kinh nghiệm của nàng ta cho hay, lão già đó không có ý xấu, chỉ là tính tình có chút quái gở mà thôi. Cái này không liên quan đến đúng sai, chỉ là con đường khác nhau mà thôi. Đôi mắt Lâm Nhất ngưng tụ. Thần sắc thất vọng. Hắn và Diệp Tử Lăng từng có những trải nghiệm tương tự, từ một góc độ nào đó hắn có thể đồng cảm được với suy nghĩ và chấp niệm của đối phương. Hắn rất rõ ràng, đấu hạng Thương Huyền Phủ, có ý nghĩa như thế nào. Đối với nàng ta, giống như khi xưa hắn hứa với đại ca Hân Tuyệt vậy, đó chính là kiếm chỉ tâm của hắn, là chấp niệm để hắn kiên trì. Nó còn quan trọng hơn cả tính mạng, nhưng trong mắt lão đầu đó lại không đáng nhắc đến, thậm chí còn nói rằng hắn càn quấy. Lâm Nhất sớm đã nghe Diệp Tử Lăng nói, cha nàng ta không để ý đến đấu hạng của tông môn Thương Huyền Phủ, lúc đó hắn còn không để ý, nhưng sau khi thật sự tiếp xúc mới nhận ra rằng, câu nói đó bao hàm biết bao sự thất vọng. Ngươi chỉ là khách qua đường mà thôi, Tiểu Băng Phượng ngẩng đầu nhìn, khế giọng nói.
Đương nhiên là ta biết điều đó. Lâm Nhất không phản bác, hắn chỉ nghĩ đến rất nhiều chuyện trong quá khứ, khẽ khàng nói, ta đã trải qua quá nhiều chuyện, ra biết rõ, đôi khi chỉ một cái quay đầu, cũng có thể cả đời này sẽ không gặp lại. Nhưng trải qua quá nhiều chuyện, ta lại càng ngày càng trân trọng hơn quãng thời gian sống chung với nhau trước khi quay đầu đó, ta chỉ một người qua đường, nhưng ta cũng là một đệ tử của Phù Vân Kiếm Tông. Tiểu Băng Phượng như hiểu như không hiểu, nhẹ nói, người có muốn nói với Diệp Tử Lăng không? Lâm Nhất trầm tư trong giây lát, lắc đầu nói, thôi bỏ đi, chuyện này cứ để tự ta gánh. Quan hệ giữa hai cha con họ, rất căng thẳng, nếu để Diệp Tử Lăng biết được, nàng ta chắc chắn sẽ không trách hắn, chỉ đẩy trách nhiệm lên trên người trưởng giáo Phù Vân mà thôi. Với bản chất của nàng ta, rất có thể sẽ đoạn tuyệt quan hệ cha con. Đại điện tông môn, trưởng giáo Phù Vân thở dài, nhìn Lạc Hoa ở một bên, sắc mặt cứng ngắc nói, để Lạc công tử cười chê rồi. Có gì đáng cười, ông giải thích cho ta nghe coi, Lạc Hoa lạnh lùng nói. Trưởng giáo Phù Vân khẽ kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ tới, ngữ điệu của đối phương lại vô lễ như vậy. Nhưng khí chất của đối phương lại khiến những lời này trở nên tự nhiên, dường như nàng ta sinh ra đã vượt trội hơn người khác một bậc vậy. Càng đáng ngạc nhiên hơn là, lời nói của nàng ta gai góc, có vẻ khá bất mãn với chính mình. Thú vị! Hai mắt trưởng giáo Phù Vân khế nheo lại, cười nói, Lạc công tử, xem ra mối quan hệ của cô và Lâm Nhất khá thân thiết nhỉ, không chịu được khi ta dùng thế lực ép người. Theo quan điểm của ông, hắn chỉ là một người qua giường, tham gia đấu hạng thương huyền phủ chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Chắc chắn đại hội minh kiếm sẽ quan trọng hơn để nâng cao thể lực cho hắn, đợi đến khi thời hạn một năm kết thúc, sức cản để hắn sẽ trở thành đệ tử của Ngọc Quang Kiếm Thánh sẽ nhỏ hơn. Thần sắc Lạc Hoa thờ ơ, nhẹ nhàng nói, đối với ông mà nói, đây cũng là muốn tốt cho hắn, điều mà hắn và Diệp Tử Lăng quan tâm đều là chuyện vặt vãnh mà thôi. Nhưng ông có nhớ không, câu đầu tiên khi hắn bước vào. Cửa là gì? Câu nói đầu tiên. Đôi mắt của trưởng giáo Phù Vân co rút mạnh mẽ, lập tức nhớ lại câu đầu tiên Lâm Nhất nói, đệ tử Lâm Nhất, tham kiến trưởng giáo. Đệ tử Lâm Nhất, trái tim trưởng giáo Phù Vân khế run lên. Ông ta đương nhiên hiểu được sự khác biệt giữa đệ tử Lâm Nhất và Lâm Nhất, trong mắt hiện lên vẻ khác lạ. Hắn mới đến đây nửa năm đã tự coi mình là đệ tử của Phù Vân Kiếm Tông rồi, còn ông? Ở Thương Huyền Phủ đã gần 18 năm rồi đúng không, nhưng tựa hồ vẫn chưa coi bản thân là trưởng môn của Phù Vân Kiếm Tông. Trong lòng ông có hận thù, có không cam lòng, ông vẫn luôn sống dưới cái bóng của Kiếm Kinh Thiên và danh tiếng của đệ tử mà Ngọc Quang Kiếm Thánh tự hào nhất. Dưới chiếc mũ che phủ sa trăng Lạc Hoa nói một cách vô cảm, thờ ơ nhìn đối phương. Nàng ta biết rất rõ năm đó đối phương xuất chúng đến mức nào, tài năng tại hoang cổ vực đáng sợ đến đâu, được xưng tụng là đệ tử có khả năng đưa kiếm tông trở lại thánh địa nhất, là một kỳ tài chưa từng có trong 3.000 năm. Ông ta tên là Kiếm Kinh Thiên, một đường kiếm chém xuyên 9 tầng trời, cũng không phải vương tuyệt nào đó. Tuổi thật của ông không hề già nua như vẻ bề ngoài, không quá 50 tuổi. Chuyện cô biết cũng nhiều đó chứ. Trưởng môn Phù Vân nhìn Lạc Hoa với vẻ mặt nghiêm nghị, ánh mắt quyết đoán, nhưng Kiếm Kinh Thiên ta làm việc không cần một tiểu bối như cô tới dạy bảo, ta chưa bao giờ quan tâm đến đúng hay sai. Nếu cô muốn ta cùng thằng nhóc đó xin lỗi thì quên đi, cho dù cô là bạn của sư tôn thì ta cũng không làm nổi. Lão già này thật cứng đầu. Trong lòng Lạc Hoa không nói nên lời, rõ ràng biết bản thân làm sai nhưng còn cứng miệng, nhưng Lâm Nhất cũng không thể khá hơn được. Hai tên này nói dễ nghe chút thì là kiêu ngạo, còn nói trắng ra thì chính là xấu tính. Đấu hạng của Thương Huyền Phủ đang đến gần, không chỉ Phù Vân Kiếm Tông có động tĩnh mà những tông môn như Huyền Vương Điện, Thanh Lôi Tự, Thiên Hạc Lâu cũng đang dục dịch chuẩn bị. Tại võ đài Huyền Vương Điện, Sở Thiên Hạo, người được coi là số một số hai trong lớp trẻ của Thương Huyền Phủ đang lấy một địch hai, đối thủ của hắn ta vậy mà là hai chấp sự với cảnh giới bán bộ thần đan. Trên người hắn tỏa ra quầng ánh sáng kinh người, uy thế của bậc quân vương biểu lộ, khí thế hùng vĩ đè bẹp xuống khiến hai vị chấp sự kia tỏ ra có chút khó tiếp nhận nổi. Một thân tu vi cứng rắn bị hạn chế hơn nửa, hoàn toàn không có cách nào phát huy hết sức mạnh của mình. Dưới chân Sở Thiên Hạo xuất hiện chữ viết cổ xưa, đó là một chữ sao vương, màu đen. Nhưng cách viết lại khác biệt so với hiện tại, từng nét chữ loang lổ vết rỉ sét, tỏa ra luồng sát khí nồng đậm. Những gợn sóng lan ra thành vòng tròn khi nét chữ xoay vần. Trong gợn sóng bao phủ này, ánh sáng toàn thân Sở Thiên Hạo nở rộ, mỗi cử động của hắn ta đều giống như bá vương thống trị thiên hạ. Sau mấy chục chiêu, Sở Thiên Hạo hét lên một tiếng giống như sấm gầm.
Một luồng điện chói mắt bùng nổ trong khoảng không, dưới sự chiếu rọi của ánh sáng, thân hình hắn ta dường như đông cứng lại. Hai vị chấp sự đồng thời ra tay, mỗi người in một chưởng lên người hắn A, nhưng chỉ vừa chạm tới liền bị dội ngược ra ngoài. Sau khi tiếp đất cả hai đều phun máu, sắc mặt tái nhợt như giấy, phải lùi lại liên tục vài bước mới miễn cưỡng ổn định thân mình. Huyền Vương cổ ấn. Hai vị trưởng lão nhìn chăm chăm, chỉ thấy trên người Sở Thiên Hạo tràn ngập một tầng ánh sáng đen dày đặc lưu động như chất lỏng, bên trong lập lòe ấn ký cổ xưa, vừa rồi hai người họ chính là bị ấn ký này đánh bay ra ngoài. Đây là bí thuật chỉ thi triển được khi tu luyện Huyền Vương quyết tới cấp độ cao nhất, một khi vượt cấp giết địch sẽ rất đáng sợ. Đã vài trăm năm trôi qua Huyền Vương Điện vẫn chưa có người tu luyện thành công đến trình độ này, Sở Thiên Hạo không uổng là yêu nghiệt mạnh nhất trong thế hệ trẻ của Thương Huyền Phủ. Hay! Giữa tiếng cười vang dội có một ông lão với phong độ bất phàm chậm rãi xuất hiện. Tham kiến điện chủ! Hai vị chấp sự nghiêm mặt, cũng không màng vết thương trên người liền vội vàng chắp tay cúi chào. Thiên Hạo à, người cuối cùng cũng tu luyện tới tầng thứ 12 của Huyền Vương Quyết trước khi đấu hạng Thương Huyền Phủ diễn ra rồi. Ông lão mặt đầy ý cười, ánh mắt khi nhìn tới Sở Thiên Hạo cũng không giấu nổi hưng phấn. Vẻ mặt Sở Thiên Hạo bình tĩnh, kiềm chế sự sắc bén lại, nhàn nhạt mỉm cười, ta mơ hồ cảm nhận được dường như Huyền Vương Quyết này còn một tầng nữa. Hả? Nghe được lời này ngay cả điện chủ của Huyền Vương Điện cũng có chút kinh ngạc. Sau khi ngưng tụ thành công Huyền Vương cổ ấn, cảm nhận được chút gia lông của ý chí vương giả, thu được chút kiến thức, Sở Thiên Hạo thản nhiên nói. Ý chí vương giả? Điện chủ Huyền Vương Điện kinh ngạc không thôi, đạo vương giả là đại đạo cực kỳ cao cấp trong số nhiều đại đạo, có thể được gọi là đại đạo tối cao, một khi lĩnh hội thành công cũng đủ để đối kháng với ý chí võ đạo tam phẩm của những đại đạo khác. Chỉ là bề ngoài thôi. Sở Thiên Hạo khiêm tốn cười một tiếng, sau đó lại lạnh giọng nói, nhưng san bằng Thương Huyền Phủ cũng dư giả rồi. Ha ha ha, có câu này của ngươi là đủ rồi, điện chủ Huyền Vương Điện phá lên cười mấy tiếng, vỗ mạnh túi chữ vật. Một chiếc trường thương bọc vải đen liền bay về phía Sở Thiên Hạo. Hai mắt Sở Thiên Hạo sáng rực, sau khi Thánh Thương Vương Câu của hắn ta bị công tử Táng Hoa cướp mất thì vẫn luôn không có vũ khí nào vừa tay, không lẽ đây cũng là một thanh thánh binh. Khi tấm vải đen vén mở, một ngọn thương tỏa ra ánh sáng bạc lạnh thấu xương xuất hiện trước mặt Sở Thiên Hạo. Phá Huyền! Trên mặt Sở Thiên Hạo lập tức lộ ra vẻ vui mừng, đây là thánh binh mà Huyền Vương Điện cất dưới đáy hòm. Tổng cộng có 400 đạo thánh văn với một thánh văn lục phẩm làm cốt lõi, trong hàng trăm vũ khí thần thánh đã là sự tồn tại cực kỳ đỉnh cao rồi, còn mạnh hơn nhiều so với vương câu. Cho ngươi mượn tạm, nếu có thể đứng đầu trong vòng xếp hạng thì nó chính thức thuộc về ngươi, điện chủ Huyền Vương Điện thản nhiên nói. Chuyện nhờ, Sở Thiên Hạo chơi đùa thánh binh yêu thích không muốn rời tay. Cùng lúc đó, tại Thiên Tinh Các, ma vực Thương Huyền. Trước mặt người đàn ông trung niên mập mạp là một thanh niên mặc đồ đen với ánh mắt hết sức kiêu căng. Nếu có đệ tử thuộc tông phái siêu cấp của Hoang Cổ Vực có mặt thì có thể nhận ra người này, hắn ta là Trương Hà siêu tân binh của Thiên Tinh Các. Tuy chỉ mới thăng cấp tới tinh quân hơn một năm nhưng đã vươn lên tới top 5.000 trên bảng xếp hạng tinh quân, được ca ngợi là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Bảng xếp hạng tinh quân dựa trên thứ hạng của tinh quân toàn bộ Đông Hoang, không giới hạn độ tuổi. Chưa tới một năm đã thẳng tiến vào trong top 5.000 thì chỉ có người biết rõ sức nặng của bảng tinh quân mới có thể hiểu được thiên phú bậc này đáng sợ tới mức nào. Những người có thể lọt vào top 1 vạn không ai không phải là sự tồn tại đột phá tới cảnh giới tinh quân đại viên mãn, có thể lọt vào top 5.000 càng là lấy một địch 10, chém giết chấp sự bán bộ thần đan cũng chỉ là chuyện trong tầm tay. Ngươi chắc chắn công tử Táng Hoa có khả năng xuất hiện tại vòng xếp hạng Thương Huyền Phủ sao, Trương Hà tên thanh niên mặc đồ đen lười biếng hỏi. Người đàn ông trung niên mập mạp lẩm bẩm, tên nhóc đó nhất định sẽ xuất hiện. Ta có thể khẳng định hắn là người của Phù Vân Kiếm Tông. Có thể nói Phù Vân Kiếm Tông lần này rơi vào tình thế cực kỳ nguy hiểm, nếu không giành được vị trí đứng đầu, tông môn cũng không cần tồn tại nữa. Không có lý do gì mà Phù Vân Kiếm Tông không để hắn ta ra trận, cắt nhường lại núi thánh kiếm thần kỳ như vậy cho hắn. Vậy thì tốt, nếu không vòng xếp hạng Thiên Huyền Phủ này thực sự rất vô nghĩa. Trong mắt thanh niên mặc đồ đen lóe lên ánh sáng, công tử Táng Hoa giữa đường nhảy ra này là người đầu tiên gây rối ở Thiên Tinh Các còn có thể thành công rời khỏi những năm gần đây. Người đàn ông trung niên mập mạp lạnh lùng nói tiếp, đừng phô trương quá, cẩn thận lại lật thuyền trong mương, phỏng chừng Sở Thiên Hạo. Của Huyền Vương Điện đã dò dẫm tới tầng 12 của Huyền Vương Quyết rồi. Diệp Tử Lăng của Phù Vân Kiếm Tông cũng không dễ đối phó như vậy đâu.
tài năng kiếm đạo của nàng ta cũng có thể lấy làm kiêu ngạo trong cùng thế hệ ở hoang cổ vực. Còn có, vị kia của huyết nguyệt động thiên lần này hẳn là cũng sẽ xuất hiện. Hả? Đôi mắt Trường Hà lập tứ tỏa sáng, thế lực của huyết nguyệt động thiên phân bổ khắp thiên hạ, mà huyết nguyệt động thiên tại ma vực Thương Huyền nghe nói vẫn luôn ẩn giấu một vị kỳ tài. Vậy ta thực sự tới đúng nơi rồi. Trường Hà hơi nheo mắt lại, gương mặt vẽ lên ý cười tàn nhẫn. Người đàn ông trung niên lạnh giọng, ta nói trước rồi đó, bất kể đụng phải đệ tử nào của Phù Vân Kiếm Tông thì cứ giết hết cho ta, nhất định phải ép công tử Táng Hoa ra ngoài. Sau đêm trăng tròn đó, công tử Táng Hoa gần như đã trở thành cơn ác mộng đối với ông ta, đối phương có trưởng môn Phù Vân bảo vệ, muốn âm thầm tiêu diệt cơ hồ là không thể. Ít nhất ở Thương Huyền Phủ vẫn chưa có tà tu cảnh giới thần đan nào dám tìm công tử Táng Hoa gây rắc rối. Nhưng nếu là vòng xếp hạng Thương Huyền Phủ thì sẽ khác, trưởng môn Phù Vân cũng không có cách nào nhúng tay vào nếu nó vẫn nằm trong quy định. Trương Hà bình tĩnh đáp, yên tâm đi, lần này ta tới vốn dĩ là vì công tử Táng Hoa đó thì sao có thể để hắn ta có đường sống được, ta có phương pháp riêng ứng phó với những người có liên quan tới hắn. 3 ngày trôi qua trong chớp mắt. Trong hồ nước thuộc núi Tinh Linh tại Phù Vân Kiếm Tông, có một con suối được hình thành do sự quy tụ của ánh sáng ngân hà không ngừng dâng trào. Phùng Trương và Lưu Thanh Nghiêm đã tu luyện ở đây rất lâu, vài ngày trước hai người đã thành công đột phá lên tinh tượng, có thể nói thực lực có bước nhảy vọt, tiến triển cực nhanh. Đây là đặc quyền mà Diệp Tử Lăng tranh thủ cho họ. Trong số 5 người tham gia vòng xếp hạng, ngoại trừ Diệp Tử Lăng và Giang Ly Trần, còn có Phùng Trương, Lưu Thanh Nghiêm cùng Lâm Nhất. Phùng Trương mở mắt trước tiên, con người sáng ngời như sao, thở ra một hơi chọc khí thật dài. Lưu Thanh Nghiêm bên cạnh hắn ta sớm đã mở mắt, hai người mắt đối mắt, trên mặt ngập tràn cảm xúc. Quá trình huấn luyện ở núi Tỉnh Linh chỉ kéo dài hơn nửa tháng nhưng lại tương đương với nửa năm khổ luyện, thậm chí là nhiều hơn. Tuy nhiên, tất cả những điều này rõ ràng là dựa vào Lâm Nhất, nếu không có hắn đột phá cửu trùng thiên. Nếu không có hắn thành công xung kích thất hoa tụ đỉnh khiến rơi tỉnh quang trời cao rơi xuống như thác nước thì hai người họ cũng không có cơ hội thăng cấp tới cảnh giới tỉnh tượng trong thời gian ngắn như vậy. Nếu là trước đây thì điều này hoàn toàn không thể tưởng tượng được. Lâm Nhất thực sự là người rất may mắn, chỉ trong vòng nửa năm đã giúp Phù Vân Kiếm Tông thay đổi lớn. Nếu như hắn tới sớm hơn vài năm thì, không biết nền tảng của Phù Vân Kiếm Tông sẽ còn lớn mạnh tới mức nào nữa, trong lòng Phùng Trương cảm khái, khẽ than một câu. Lưu Thanh Nghiêm chân thành gật đầu, bất luận là tiếng chuông đại đạo khi leo lên đỉnh núi Thánh Kiếm hay là khiến núi Tinh Linh xuyên phá 9 tầng trời. Không chỉ bản thân Lâm Nhất nhận được lợi ích to lớn mà toàn bộ đệ tử trong tông môn cũng có thu hoạch không hề nhỏ. Với sự chống đỡ từ nền tảng như vậy, sức mạnh tổng thể của Phù Vân Kiếm Tông ít nhất cũng tăng gấp vài lần trong vài năm tới. Đi thôi, xuất quan thôi, Lâm Nhất cùng Diệp Sư Tỷ hẳn là đang chờ chúng ta rồi. Vòng xếp hạng Thương Huyền Phủ lần này nhất định phải cho Huyền Vương Điện cùng những tông môn khác một bất ngờ lớn. Lưu Thanh Nghiêm đứng dậy nói, tiến vào tỉnh tượng có thể nói là hào hứng vô tận. Các đệ tử của Phù Vân Kiếm Tông đã chờ đợi ngày này từ lâu. Sau khi rời khỏi hồ, hai người lập tức thi triển thân pháp chạy nhanh về. Phía địa điểm đã thỏa thuận. Chẳng bao lâu sau hai người liền nhìn thấy Diệp Tử Lăng cùng Tiểu Vũ Nhược và vài vị trưởng lão tông môn. Các ngươi trên đường có gặp Lâm Sư Huynh không? Tiểu Vũ Nhược thấy hai người liền vội vàng tiến lên hỏi, trên mặt lộ ra vẻ mong chờ. Không có, có lẽ hắn còn đang có chút việc cần xử lý. Phùng Trương tươi cười đáp, với tính cách của Lâm Nhất, nếu hắn đã hứa thì chắc chắn sẽ đến như lời hẹn, nhiều nhất cũng chỉ chậm trễ chút ít thôi. Mấy người bắt đầu thấp giọng trao đổi, vẻ mặt ai nấy đều thoải mái, chỉ có duy nhất Diệp Tử Lăng vẫn giữ im lặng, thỉnh thoảng lại nhìn về phía Đinh Phong Cư, trong mắt xẹt qua tia mong đợi. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một tiếng xé gió, một bóng người đang nhanh chóng lao gần. Lâm Sư Huy Nhi. Mấy người Tiểu Vũ Nhược cũng vội dừng lại câu chuyện, nhao nhao ngoái đầu nhìn sang. Nhưng khi bóng người đó đến ngày càng gần, vẻ mặt của mấy người không khỏi trở nên có phần u ám, bởi người tới là Giang Ly Trần chứ không phải Lâm Nhất. Đầu đang đợi Lâm Nhất à? Ta nghĩ không cần đợi nữa đâu, hắn sẽ không tới nữa. Ánh mắt Giang Ly Trần quét qua mấy người họ. Nhẹ nhàng nói với nụ cười trên môi. Là sao? Một số người bất giác cau mày, vội vã truy hỏi. Giang Ly Trần thản nhiên đáp, ta nói là Lâm Nhất sẽ không tới đâu, trên đường tới đây ta thấy Lạc Hoa tiến vào Đinh Phong Cư, theo sau còn có một con tỉnh huyền điểu. Chim tỉnh huyền biết chứ, là linh thú phi hành qua vài động phủ vắt ngang mới được sử dụng tới,
sinh sống tại tầng trời thứ ba của Phù Vân Kiếm Tông chỉ có ba con, điều này có ý nghĩa gì hẳn là các ngươi còn rõ hơn tai. Lời này vừa vang, sắc mặt của mấy người đột nhiên thay đổi. Giang Ly Trần mỉm cười nói tiếp, người ta giỏi giang như vậy sao có thể một mực ở lại Thương Huyền Phủ cơ chứ, e là muốn theo chân Lạc Hoa tới chỗ Thế Gia Thánh Giả rồi. Các ngươi coi hắn là bạn nhưng có lẽ hắn căn bản không để trong lòng đâu, trong mắt người ta Lạc Hoa mới là bạn bè, ha ha. Đủ rồi đấy, Lưu Thanh Nghiêm tức giận trừng mắt, trầm giọng hét lên. Không lẽ ta nói sai à? Không biết chừng hắn muốn đi ở rể rồi, Phù Vân Kiếm Tông chúng ta cũng đâu xứng với tới yêu nghiệt bậc này. Giang Ly Trần mặt không đổi sắc nói, Lạc Hoa tiến vào Đinh Phong cư là do hắn ta tận mắt chứng kiến, tuyệt đối không thể là giả được. Ta không tin, ta phải đi hỏi Lâm Sư Huynh, huynh ấy sẽ không lừa gạt chúng ta. Hốc mắt Tiểu Vũ Nhược đã có chút ươn ướt, trong giọng nói còn mang theo phần nghẹn ngào, vừa muốn chạy ra ngoài liền bị Diệp Tử Lăng ngăn lại. Một cơn gió mạnh đột nhiên quét tới khiến họ không hé nổi mắt, ngay sau đó liền thấy hướng Đinh Phong cư có tinh quang vọt thẳng lên trời. Tiếp đó là một con chim đen huyền điểu với ánh sáng xanh tỏa khắp cơ thể xuất hiện trong tầm nhìn họ, chỉ thấy nó võ cánh nhanh như chớp lao thẳng lên trời. Trên sải lưng rộng rãi của huyền điểu ngoại trừ trưởng lão điều khiển còn có Lạc Hoa một thân váy trắng đứng phía trước trông vô cùng hút mắt. Ngoài ra, còn có một bóng người màu xanh lam quay lưng lại với họ, không nhìn rõ dung mạo của hắn nhưng có thể nhìn ra trên lưng hắn đeo hộp kiếm, hai tay nắm một cây sáo trúc ngọc tím. Tiếng sáo du dương cùng huyền điểu dần biến mất khỏi tâm mắt mọi người. Cái này, thực sự là Lạc Hoa và Lâm Sư Huynh. Phùng Trương và Lưu Thanh Nghiêm đều nhìn tới ngẩn người, choáng váng đến mức không nói nên lời. Hu hu hu, Lâm Sư Huynh, Tiểu Vũ Nhược lập tức òa khóc, nước mắt không kìm được mà rơi không ngừng, nàng ta không thể tưởng tượng được Lâm Sư Huynh đã thực sự rời đi cùng Lạc Hoa. Rõ ràng là đã hứa nhưng tại sao lại thay đổi rồi? Con bé ngốc. Diệp Tử Lăng ôm Tiểu Vũ Nhược vào trong ngực không ngừng an ủi, nàng ta ngẩng đầu nhìn về phương xa, chim tỉnh huyền đã trở Lâm Nhất Hòa vào biển mây, không còn nhìn thấy được nữa. Không bao giờ nhìn thấy nữa. Có lẽ cuộc chia tay này là mãi mãi. Có thể tới Thế Gia Thánh Giả cũng được tính là lựa chọn không tồi, chỉ là... Diệp Tử Lăng lắc đầu, nàng ta từ nhỏ đã lớn lên tại Thế Gia Tuyết Diệu. Đó là một gia tộc thánh huyết được kế thừa từ thời kỳ đen tối và hỗn loạn mà vẫn tồn tại cho đến ngày nay không đổ, căn cơ vượt xa khỏi những gì Thế Gia Thánh Giả thông thường sở hữu. Nhưng vào năm nàng ta lên 7 đó đã biết thứ bản thân mong muốn là gì nên đã bất chấp sự phản đối của mọi người mà tới Phù Vân Kiếm Tông. Đây là lựa chọn của nàng ta, và bây giờ nàng ta cũng đưa ra lựa chọn cho riêng mình, mỗi người đều có quyền lựa chọn số phận của mình. Rốt cuộc thì thích và không thích cuối cùng vẫn không giống nhau. Trong biển mây bao la, trên lưng chim tinh huyền, Lạc Hoa đứng thẳng tắp trong bộ váy trắng, đợi tiếng sáo của Lâm Nhất dừng lại mới nhẹ giọng hỏi, huynh không quay đầu nhìn bọn họ một cái sao? Lâm Nhất buông sáo xuống, quay người đáp, chỉ sợ ta không nhịn được. Vẻ mặt hắn phức tạp, nét u sầu ngưng tụ giữa lông mày mãi không tan, một khúc nhạc này không giúp lòng hắn dịu đi. Nửa năm bên nhau, tình cảm của hắn dành cho Phù Vân Kiếm Tông gần như đều dành hết cho mấy người. Tiểu Vũ Nhược và Phùng Trương. Không cần nhìn lại hắn cũng có thể đoán được Tiểu Vũ Nhược nhất định đang khóc lóc rất khổ sở. Không cần nhìn lại hẳn cũng có thể đoán được Phùng Trương cùng Lưu Thanh Nghiêm chắc chắn rất thất vọng. Chỉ có Diệp Tử Lăng là hắn không có cách nào đoán được trong lòng đối phương đang suy nghĩ gì. Thất vọng, bất lực, buồn bã. Có lẽ đều có hoặc không, bản thân cùng nàng ta từ hiểu lầm tới quen thân rồi trở thành bạn bè, hiểu nhau, cùng vào sống ra chết. Tuy rằng thích và thích là khác nhau, nhưng có thể khiến Lâm Nhất yêu thích chỉ có vài người, đối với Diệp Tử Lăng có lẽ cũng như vậy. Huynh và lão già kia thật sự cả đời không định qua lại với nhau nữa sao, Lạc Hoa tò mò hỏi. Lâm Nhất thoáng khựng lại rồi trầm tư nói, việc này khó nói lắm, tốt nhất không nên nợ ông ấy cái gì, bỗng dưng có người đối xử với ngươi nhưng lại không biết mục đích của họ quả thực cũng khá hoảng sợ đớ. Ta biết vì sao ông ta đối tốt với Huynh. Dưới tấm sa trắng trên chiếc mũ tre, Lạc Hoa nhẹ nhàng nói. Cô biết. Lâm Nhất ngạc nhiên hỏi lại, hắn có một khúc mắc rất lớn đối với trưởng môn Phù Vân chính là không biết rõ mục đích của đối phương. Đợi thời gian một năm kết thúc, tới hoang cổ vực thì Huynh cũng sẽ biết thôi. Ông ta kêu Huynh tới đại hội danh kiếm cũng là vì mục đích riêng, không phải thực sự quan tâm tới thanh kiếm kia. Với thực lực của Huynh, muốn giành được thanh kiếm đó thực sự khá gian nan, Lạc Hoa nói đầy. Thâm ý. Ồ, bất kể tu vi đối phương thế nào,
nếu giới hạn cảnh giới ở thiên phách, ta hẳn là không sợ bất cứ kẻ nào. Ánh mắt Lâm Nhất kiên định, trầm giọng nói, không đơn giản như vậy đâu. Lạc Hoa bỏ lại một câu cũng không bình luận gì thêm. Lạc công tử, Lâm Nhất, chim tình huyền sắp tiến vào tầng trời thứ nhất rồi, tốc độ sẽ rất nhanh, hai vị xin hãy cẩn thận chút. Trưởng lão Phủ Vân Kiếm Tông đang điều khiển chim tỉnh huyền không quay đầu lại mà nhắc nhở Lâm Nhất cùng Lạc Hoa. Khoảnh khắc lời nói đó vang lên, tốc độ của chim tỉnh huyền liền tăng gấp đôi, Lâm Nhất đứng trên lưng chim liền cảm nhận được luồng không khí cực kỳ mãnh liệt. Cơn gió mạnh do luồng không khí tạo thành treo trên thân mình sắc bén giống như lưỡi dao, quang cảnh hai bên vút qua hoàn toàn không thể nhìn rõ. Nhanh quái! Lâm Nhất thầm kinh ngạc, sợ rằng tốc độ này ngay cả cảnh giới thần đan cũng không sánh kịp. May mắn thay tinh quang chấp choáng nở rộ trên người chim tỉnh huyền giống như một tấm chụp mềm mại bao bọc lấy mấy người họ. Nếu không với tốc độ này Lâm Nhất nhất định sẽ bị hất bay ra ngoài, không thể đứng vững như bình thường được. Răng rắc. Ngay lúc hắn đang nghỉ hoặc, một âm thanh cực kỳ dữ dội lại quen thuộc với Lâm Nhất vang lên, chính là âm thanh phát ra khi núi tinh linh đột phá 9 tầng trời. Dù đã chuẩn bị sẵn sàng nhưng âm thanh trầm đục bất thình lình này vẫn khiến lưu lượng máu trong người Lâm Nhất tăng tốc. Chóng mặt ù tai vô cùng khó chịu. Đây chính là tầng trời thứ nhất sao? Lâm Nhất ngước đầu nhìn lên, phía trên vẫn là một khoảng trời bát ngát, bên trên có mây, trên mây là vô tận tinh thạch, thương long, chu tước, bạch hổ, huyền vũ bốn ngôi sao lớn che dập cả bầu trời, phía dưới là sương trắng mờ mịt, cồn cuộn sấm sét cùng lửa nóng. Ở cuối tầm mắt có thể mơ hồ nhìn thấy rất nhiều đám mây với màu sắc sặc sỡ, dưới sự chiếu rọi của ánh sao đặc biệt lộng lẫy. Ngoài ra còn có nhiều biển mây bị đóng băng, mênh mông vô bờ, trông giống như một đại lục. Có mây mù biến thành sông núi hùng vĩ, có thể cảm nhận rõ ràng sự hiện diện của sự sống trong đó. Đôi khi hồng nhạn bay lướt qua, thậm chí là rất nhiều cung điện tráng lệ, những cột đá như đúc lên từ thủy tinh vàng, như đồi núi đứng lặng. Tốc độ của chim tinh huyền nhanh đến mức Lâm Nhất không nhìn rõ nhiều cảnh tượng, vội vàng lướt qua liền không thấy nữa. Không lâu sau, chim tinh huyền liên tiếp phá tan hai tầng trời bay đến tầng thứ ba nơi nó sinh ra. Môi trường ở đây ác liệt hơn hai tầng trước đó rất nhiều, ngẩng đầu nhìn lên thậm chí còn không nhìn thấy các vì sao. Các đám mây sấm sét giống như những đỉnh núi lơ lửng, ẩn chứa những hiểm nguy khôn lường. Lúc này, tốc độ của chim tinh huyền mới ổn định lại, Lâm Nhất đã có thể thong dong đánh giá mọi thứ xung quanh. Môi trường ở đây không hề thân thiện với võ giả, thậm chí ngay cả quy tắc đất trời cũng khác biệt. Nếu không phải đứng trên lưng chim tỉnh huyền thì mấy người họ sẽ cảm thấy khá khó chịu. Mặc dù nói là vậy nhưng Lâm Nhất vẫn nhìn thấy rất nhiều võ giả lớn mạnh đang ẩn mình tu luyện trong những đám mây mù cháy bừng sấm sét cùng lửa. Hắn ta đột nhiên cảm giác được một ánh mắt, thông qua ánh sao trên chim tinh huyền nhìn rõ mấy người. Hắn bỗng nhiên cảm thấy vô cùng bức bối, kén kiếm giữa lông mày khẽ run lên như có một mối đe dọa chí mạng đang ép tới gần. Cảnh giới long mạch. Lâm Nhất thầm than trong lòng. Cũng may ánh mắt đó chỉ liếc qua rồi thu hồi ngay lập tức. Yên tâm đi, có thể tu luyện ở đây ít nhất đều là cường giả cảnh giới long mạch, bọn họ sẽ không thể ở lại đây quá lâu. Thời gian vô cùng quý giá, bọn họ sẽ không ra tay cản trở chúng ta, thỉnh thoảng cũng có một vài tà tu ma đạo tính tình kỳ quái, nhưng rất hiếm, trừ khi ngươi cực kỳ xui xẻo. Trưởng lão Phủ Vân Kiếm Tông lái chim tinh huyền hiển nhiên không phải lần đầu tới nơi này bèn giải thích với Lâm Nhất. Những người này đang làm gì vậy? Lâm Nhất khá tò mò về điều này. Lạc Hoa thờ ơ nói, dùng sấm sét để tôi luyện long mạch, có điều những yêu nghiệt cảnh giới long mạch thật sự, ít nhất sẽ tu luyện ở tầng trời thứ 9. Trưởng lão Phủ Vân Kiếm Tông ngẩng đầu nhìn lên, cười khổ trong lòng, vậy thì phải yêu nghiệt đến mức nào mới được chứ? Với một cường giả cảnh giới long mạch bình thường, có thể xông tới tầng trời thứ 5 đã giỏi lắm rồi, đến tầng trời thứ 9 quả thực chính là tự đi tìm chết. Ở đó có những tồn tại tinh không nghịch thiên. Không cẩn thận sẽ bị hồn bay phách lạc, đương nhiên nếu dùng sấm sét và lửa nơi đó để luyện long mạch, hiệu quả cũng tốt nhất. Bạch Đình trưởng lão, tại sao chúng ta nhất định phải đến tầng trời thứ 3 mới xuất phát vậy? Lâm Nhất nhìn vị trưởng lão đang điều khiển chim tỉnh huyền, tiếp tục hỏi. Bạch Đình trưởng lão cười nói, từ mặt đất đến lầu thanh nham tàng kiếm, cần đi bộ 3.000 dặm, nếu bắt đầu đi từ tầng trời thứ 3, chỉ cần đi 1.000 dặm thôi. Con chim tinh huyền này chỉ có thể phát huy tốc độ nhanh nhất của nó trên tầng trời thứ 3, tốc độ tổng thể nhanh hơn trên mặt đất rất nhiều. Phép tắc không gian, lại có sự khác biệt lớn như vậy. Lâm Nhất lập tức nghĩ đến, sau này nếu cần đi gấp, có phải có thể mượn đường trên trời đi được không?
Có điều hắn rất nhanh phủ nhận, cường giả cảnh giới long mạch ở đây thôi cũng đã khá khó khăn rồi, đừng nói đến hắn. Và lại, nơi này có rất nhiều nguy hiểm chưa biết đến, ngoại trừ sự tồn tại của tỉnh thú, người ngoài đến rất khó có thể lẩn trốn. Những lão đại cảnh giới long mạch tới đây tu luyện, bản thân đã phải trải qua rất nhiều rủi ro. Lâm Nhất cảm nhận tỉ mỉ một phen, phát hiện tốc độ của chim tinh huyền quả thực nhanh gấp mấy lần, chỉ là nó quá quen thuộc với pháp tắc thiên địa nơi đây. Đến mức nó bay vô cùng ổn định, làm những người đứng trên lưng nó không thể cảm nhận ra sự khác biệt nếu không chú ý. Cả đoạn đường nhanh như chớp, Lâm Nhất nhìn thấy khá nhiều dị tượng khó tin khiến hắn mở mang tâm mắt ở tầng trời thứ ba này. Sau 3 ngày bay, chim tinh huyền cuối cũng đã tiến vào lãnh thổ của Thanh Nham, trên mặt Bạch Đình trưởng lão nở ra nụ cười nhẹ nhõm nói, sắp đến rồi, chúng ta sẽ xuống dưới ngay thôi. Suýt TL. Nhưng vào đúng lúc này, chim tinh huyền đột nhiên kêu lên một tiếng chói tai, ánh sáng phát ra trên cơ thể nó bị thổi bay tán loạn. Ánh sáng này giống như một tầng kết giới, bảo vệ Lâm Nhất và Lạc Hoa khỏi các loại dị tượng ở tầng trời thứ ba này quấy nhiều. Sự việc xảy ra bất ngờ này làm kết giới xuất hiện rất nhiều lỗ hổng, vô số khí lưu hỗn hợp lọt vào bên trong. Lâm Nhất không kịp phòng bị, cơ thể lắc lư, vào thời điểm quan trọng, một bàn tay mềm mại nắm lấy tay hắn. Không sao đâu, dưới tấm sa trắng, Lạc Hoa khẽ cười nói. Lâm Nhất có chút xấu hổ mà mỉm cười, sau khi cảm ơn, hắn thi triển kiếm ý tràn ngập toàn thân, để mặc cho cuồng phong dữ dội đập lên, cơ thể hắn cũng không lay chuyển. Phía trước mặt, một lão giả toàn thân được bao phủ trong một cái lồng ma khí, đang lợi dụng sấm sét để tinh luyện thánh binh của mình. Đó là một thanh trường đao màu đỏ như máu, giống như răng nanh của một con hung thú thời viễn cổ, tôi luyện dưới sấm sét và lửa nhìn cực kỳ hung dữ. Hai má Bạch Đình trưởng lão giật giật, hiển nhiên không ngờ tới, vào giây phút cuối cùng này, vận may của ông ta lại tệ đến vậy. Vậy mà thật sự gặp phải một tà tu, đối phương đang mỉm cười nhìn đám người trên chim tinh huyền với ánh mắt vô cùng thích thú. Tiền bối, chúng ta đến từ Phù Vân Kiếm Tông của Thương Huyền Phủ, lần này đến đây để tham gia đại hội danh kiếm, vô tình làm phiền đến tiền bối, xin được lượng thứ, Bạch Đình trưởng lão bình tĩnh, đúng mực nói rõ ràng nguồn gốc mà mục đích của mình. Chưa từng nghe đến, lão giả áo đen thờ ơ nói. Ở Thương Huyền Phủ không ai không biết đến Phù Vân Kiếm Tông, nhưng ngoài Thương Huyền Phủ lại có rất ít người biết đến, hầu như là không có danh tiếng gì. Gặp mặt chính là duyên phận, con chim tinh huyền này không tồi, để lại nó làm bạn với lão phu, ánh mắt lão giả áo đen lấp lánh, vậy mà lại chú ý tới chim tinh huyền, là tinh thú sinh ra ở tầng trời thứ ba này, giá trị của một con chim tinh huyền khá lớn. Cái này, sắc mặt Bạch Đình trưởng lão trở nên cực kỳ khó coi. Không có gì phải khó xử cả, nơi này cũng sắp đến Thanh Nham Tàng Kiếm rồi, ta đưa các người xuống đó là được, lão giả áo đen cười ha ha nói, dùng vũ lực cướp đoạt mà nói đơn giản đến lạ. Diêm Thiên, hộ pháp tầng thứ 7 của lầu thiên sát hoang cổ ma vực. Đúng lúc này, âm thanh của Lạc Hoa vang lên sau tấm sa trắng, sắc mặt lão giả áo đen đột nhiên đại biến. Một cỗ khí lưu long tượng ẩn hiện xuất hiện sau lưng lão ta, bạo phát ra một sức mạnh vô biên, lão ta nhìn chằm chằm vào Lạc Hoa nói, không đơn giản nhỉ, người của Phù Vân Kiếm Tông Thương Huyền Phủ, lại có thể biết được biệt hiệu của lão phu. Ngươi thì có biệt hiệu gì? Nếu không phải nguyên nhân của lầu thiên sát, ta căn bản không cần ghi nhớ tên của ngươi, làm tốt việc luyện thánh binh cho lầu chủ của ngươi đi, đừng động vào người không nên động. Phù Vân Kiếm Tông ngươi không biết, Kiếm Tông hoang cổ vực ngươi biết chứ? Thần sắc Lạc Hoa lạnh nhát, âm thanh mang hàn ý vô tận. Còn không nhường đường, nếu còn không cút, đừng nói ngươi là hộ pháp tầng 7, đến lầu chủ lầu thiên sát cũng không cứu được ngươi, giọng nói của Lạc Hoa lạnh hơn lúc nấy, cỗ khí tức bế nghề thiên hạ kia, hoàn toàn khác biệt với Lạc Hoa mà Lâm Nhất quen biết. Sắc mặt Diêm Thiên thay đổi, cho dù lão ta có là lão đại cảnh giới long mạch, nhưng thế gian này có quá nhiều tồn tại không thể động vào được. Nếu đối phương thật sự có lai lịch đáng sợ, nguy hiểm này, lão ta không thể mạo hiểm được. Ha ha, vừa rồi ta chỉ nói đùa mà thôi, ta vừa nhớ ra, Phù Vân Kiếm Tông quả thực là một thế thực của hoang cổ vực. Diêm Thiên cười tít mắt, sát khí trên người dần biến mất. Chim tinh huyền lập tức cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, nó biến thành một tia sáng, bay ngày càng xa. Lâm Nhất liếc nhìn Lạc Hoa, trầm ngâm không nói. Nhưng Bạch Đình trưởng lão thì có phần sợ hãi hỏi, lão quỷ này, từ đầu đã biết được lai lịch của Phù Vân Kiếm Tông, cố ý nói không biết, chính là không muốn công khai đắc tội Kiếm Tông. Nếu như không phải là công tử có lời, hôm nay chắc chắn sẽ phải chịu thiệt. Lâm Nhất đột nhiên nhận ra,
e rằng điều này là sự thật. Nếu như đối phương thực sự không biết lai lịch của Phù Vân Kiếm Tông, tùy ý giết chết bọn họ, vậy cũng không cần thiết phải cướp chim tinh huyền. Lạc Hoa bình tĩnh nói, uy danh của Kiếm Tông nổi danh khắp nơi, ta chỉ nhìn thấu chiêu trò của lão ta mà thôi. Trải qua biến cố này, quãng đường phía sau khá bình lặng, chim tinh huyền đột phá tầng trời thứ ba trở lại mặt đất. Một tòa thành cổ hùng vĩ xuất hiện trong tầm mắt của Lâm Nhất, những bức tường thành này có thể so sánh với ngọn núi cao, phóng mắt nhìn qua đều là những tòa kiến trúc cao chót vót như mũi kiếm. Đây chính là Thanh Nham Tàng Kiếm, chỉ là một tòa thanh, lại tráng lệ và hùng vĩ hơn Phù Vân Kiếm Tông rất nhiều. Trong có ẩn giấu một kiếm khí mạnh không thể tả, kén kiếm giữa mi tâm của Lâm Nhất run rẩy, hắn nhìn thấy kiếm quang hùng vĩ không thể thấy bằng mắt thường. Trong tầng tầng kiếm quang, có một tòa nhà cao chót vót đặc biệt bắt mắt. Ta đột nhiên nhớ tới, đại hội danh kiếm hình như chỉ dành cho những người được mời, Phù Vân Kiếm Tông chúng ta có nhận được thiệp mời không? Lâm Nhất thu hồi tầm mắt và hỏi, chuyện này hắn không quá để ý, đột nhiên nhớ đến nên hỏi. Bạch Đình trưởng lão có chút ngượng ngùng, không trả lời. Trong lòng Lâm Nhất đột nhiên có dự cảm không lành, quả nhiên, Bạch Đình trưởng lão do dự một chút, sắc mặt khó coi nói, không hề nhận được thiệp mời. Không có thiệp mời tham dự. Đây đúng là một trò đùa không nhỏ chút nào, như vậy chẳng khác nào. Tới đại hội danh kiếm cọ sát, sắc mặt Lâm Nhất lập tức tối sầm lại. Hành vi của ông già không khỏi có chút không đáng tin cậy rồi, đại hội danh kiếm còn không mời liền kêu bản thân vội vội vàng vàng chạy tới đây. Sau khi Bạch Đình trưởng lão giải thích một phen, Lâm Nhất mới hiểu được lý do tại sao, trước đó khi Diệp Tử Lăng nắm chắc kiếm ý thông thiên đã từng nhận được thiệp mời. Nhưng nàng ta căn bản không có hứng thú với chuyện này nên đã từ chối. Thương Huyền Phủ vốn là một địa phương nhỏ, bắt đầu từ lúc Tàng Kiếm Lâu hạ mình đưa lời mời nhưng bị từ chối thẳng thừng cũng lười phải tiếp tục mời nữa. Tuy nhiên theo như lời Bạch Đình trưởng lão nói cũng không phải là hoàn toàn không có cơ hội. Đại hội danh kiếm mỗi năm đều sẽ có thiệp mời truyền tay ra ngoài. Sau khi tiến vào quận thành Thanh Nham, Bạch Đình trưởng lão không đưa Lâm Nhất tới trang viên của Tàng Kiếm Lâu mà đi thẳng tới một thế gia họ Hoàng, một thị tộc địa phương đã cảm dễ hàng trăm năm tại quận thành Thanh Nham, với thế lực to lớn cùng mối quan hệ rộng khắp. Phù Vân Kiếm Tông hàng năm đều cùng gia tộc này có một số giao dịch làm ăn, rất nhiều khoáng sản trên đảo Thiên Thủy đều được giao cho nhà họ Hoàng quản lý. Ngoài ra, người đứng đầu gia tộc họ Hoàng, Hoàng gia qua lại nhiều năm với trưởng môn Phù Vân, có họ ra mặt thì việc lấy được thiệp mời cũng không còn là vấn đề lớn nữa. Chớ coi thường Hoàng gia này, chỉ riêng cảnh giới Long Mạch thì nhà họ đã có hơn 10 cường giả rồi, các tông môn lớn của Thương Huyền Phủ cộng lại phỏng chừng cũng không đánh bại lại họ đâu. Và đây cũng là một thế gia thánh giả có thánh giả trấn thủ trong tộc, cho dù Tàng Kiếm Lâu ở quận thành Thanh Nham cũng phải nể mặt đớ. Phen giải thích này của Bạch Đình trưởng lão khiến Lâm Nhất líu lưỡi không nói nên lời. Một thế gia địa phương cũng mạnh hơn 4 tông môn lớn của Thương Huyền Phủ quả thực là một nơi nhỏ bé. Chưa kể so với toàn bộ Côn Luân hay Đông Hoang, nó thậm chí còn không bằng một cọng lông của Hoang Cổ Vực nữa. Biểu cảm của Lâm Nhất có chút ngưng trọng, vừa liếc cổng lớn Hoàng gia vừa nói, cho nên đây chính là nguyên nhân chúng ta tới nhờ vả. Bạch Đình trưởng lão cười khổ, người nhờ giúp đỡ thì rất nhiều, chúng a cũng được tính là có chút tình cảm qua lại, những thế lực khác ngay cả cửa cũng không bước vào nổi. Đại hội danh kiếm thế nhưng là một sự kiện trọng đại đối với kiếm khách. Mỗi năm đều cực kỳ sôi động. Hơn nữa sẽ có rất nhiều nhân vật sừng sỏ từ các thế gia thánh giả tới xem, có biết bao. Nhiều người đã cá chép hóa rồng từ đây nên thiệp mời này không dễ dàng giành tới tay như vậy đâu. Mấy người tiến vào Hoàng gia, Bạch Đình trưởng lão đi theo quản gia tới gặp gia chủ, để lại Lâm Nhất cùng Lạc Hoa ở sảnh kề chờ tin tức. Một tiếng sau Bạch Đình trưởng lão gặp được gia chủ Hoàng gia trong một đại sảnh sáng rực đèn lửa. Nơi đây vô cùng xa hoa, sàn nhà được lát bằng những viên ngọc thạch nguyên chất màu xanh nước biển. Xung quanh sừng sững 18 trụ đá, phía trên khảm đầy các loại đá quý. Hoàng gia chủ, đã lâu không gặp. Trên mặt Bạch Đình trưởng lão mang theo ý cười, sau khi tiến lên chào hỏi liền lấy ra món quà đã chuẩn bị trước đó, khẽ cười nói, khách đường xa tới có chút lễ mọn mong ngài nhận cho. Gia chủ Hoàng gia là một ông lão tóc bạc đang ngồi trên ghế, mỉm cười thản nhiên đáp, Bạch trưởng lão không cần khách sáo, ta và trưởng môn của quý tông môn quen biết nhiều năm. Trong thư ông ấy đã nói rõ mục đích ông tới rồi, ông ngồi trước đi. Có lời này viên đá đè nặng trong lòng Bạch Đình trưởng lão coi như được buông xuống. Sau khi tùy ý nhận lấy quà tặng, gia chủ Hoàng gia lại cười, nói thật ra ta cũng khá bất ngờ. Năm ngoái Tàng Kiếm Lâu chủ động mời Diệp Tử Lăng thì nàng ta không tới,
năm nay ngược lại lại đến lượt các người chủ động xin thiệp mời, hơn nữa ta nghe nói người tới còn không phải là Diệp Tử Lăng mà là người khác. Bạch Đình trưởng lão vội vàng đáp, tài năng kiếm đạo của người này còn mạnh hơn cả Diệp Tử Lăng, chỉ là tu vi trước mắt vẫn còn hơi yếu. Gia chủ Hoàng gia nghe vậy lắc đầu, cái này thì ta tin. Chỉ là ta không hiểu trưởng môn của các người, ông ấy chưa bao giờ dễ dàng cầu cứu ai vậy mà bây giờ lại mở lời nhờ vả, chắc chắc là rất coi trọng chàng trai này. Chỉ là đáng tiếc, năm nay có thể sẽ cạnh tranh rất khốc liệt, trưởng môn của các người chắc chắn sẽ phải thất vọng rồi. Là có ý gì? Nét mặt của Bạch Đình trưởng lão trở nên nghiêm túc, như thể trong lời nói này có điều gì đó ẩn chứa phía sau. Gia chủ Hoàng gia liếc Bạch Đình trưởng lão một cái, có lẽ vị trưởng lão này còn không hiểu rõ ý đồ thực sự của trưởng môn Phù Vân. Nhớ lại năm đó đối phương đã làm ra việc điên cuồng ngạo nghễ như thế nào tại Tàng Kiếm Lâu Thanh Nham, vậy mà bây giờ lại chủ động xin thiệp mời chắc chắn là có thâm ý khác. Gia chủ Hoàng gia mỉm cười, nhưng cũng không nói rõ ra, mà đặt chén trà ngọc trong tay xuống chậm rãi nói tiếp, thứ Tàng Kiếm Lâu lấy ra lần này là Thánh Binh Bách Văn, với cốt lõi là Thánh Văn Bát Phẩm, mà số Thánh Văn được khắc dấu còn lại cũng đã lên hàng 800. Thanh kiếm này có tên gọi là Phần Viêm, sử dụng đá diễm tinh làm chủ thể. Điều quan trọng nhất là nó được người đứng đầu Tàng Kiếm Lâu Thanh Nham đích thân rèn đúc và mài giữa suốt 10 năm. Bạch Đình trưởng lão nghe xong thì trợn mắt kinh ngạc. Việc phân loại cấp bậc thánh khí đầu tiên dựa vào số lượng thánh văn nhiều hay ít, chia thành thánh khí bách văn, thiên văn, vạn văn. Ở cùng cấp bậc thánh văn thì đánh giá dựa trên thánh văn cốt lõi, nếu thánh văn cốt lõi tương đồng thì so sánh số lượng các thánh văn phụ khác. Ngoài ra còn tùy thuộc vào chất liệu kiếm. Một thanh kiếm được đúc lên từ các nhiều loại khoáng thạch quý hiếm đương nhiên sẽ không thể yếu được. Có thể nói thứ quyết định lớn nhất giá trị của một món thánh khí còn là người rèn ra nó. Cho dù tất cả vật liệu và thánh văn đều giống nhau nhưng người rèn ra chúng khác nhau thì giá trị vẫn nghiêng trời lệch đất. Lâu chủ Tàng Kiếm Lâu Nham Thanh, Phong Huyền Tử không chỉ có thành tích kiếm đạo cực cao mà còn là một thiên huyền sư hiếm có khó ìm khắp hoang cổ vực. Thánh kiếm mà ông ta chế tạo ra vượt xa thành phẩm của các thiên huyền sư khác. Bạch Đình trưởng lão đã có thể tưởng tượng ra đại hội danh kiếm lần này sẽ vượt xa những lần trước đó. Sợ rằng ngay cả đệ tử của những tông phái siêu cấp và thế gia tại hoang cổ vực cũng sẽ bị hấp dẫn tới bởi sức mê hoặc của thanh kiếm này. Là quá lớn. Giá trị của nó tuyệt đối không kém cạnh những thanh thánh kiếm thiên văn. Theo ta được biết, chàng trai mà ông đưa theo lần này chỉ mới là tu vi thiên phách đúng không? Gia chủ Hoàng gia hòa ái hỏi. Quả đúng là như vậy. Bạch Đình trưởng lão thành thật đáp. Nhưng hắn thực sự rất mạnh, hẳn là yêu nghiệt siêu phàm, hẳn còn xung kích. Không cần nói những điều này với ta. Gia chủ Hoàng gia xua tay, ngắt lời Bạch Đình trưởng lão, đối phương vừa định nói Lâm Nhất xung kích thành công thất hoa tụ đỉnh rồi. Nếu như bình thường, ta nhất định sẽ có thiệp mời nhưng bây giờ thiệp mời đều bị đẩy giá cao ngất trời, hơn nữa muốn mua cũng không có hàng. Gia chủ Hoàng gia liếc Bạch Đình trưởng lão thuật lại những gì mình biết cho đối phương nghe, trong mắt còn lộ ra tia bất đắc dĩ. Chuyện này, Bạch Đình trưởng lão tỏ ra bối rối, dù sao cũng không thể chạy một chuyến uổng công vô ích, lập tức nói, còn mong Hoàng gia chủ chỉ giúp một con đường. Trong lòng Hoàng gia chủ lại thở dài, ông ta nói những lời này là muốn đối phương biết khó mà lui nhưng đối phương vẫn cố chấp như vậy khiến ông ta rất khó xử. Chỗ ta quả thực không có thiệp mời, nếu như có chắc chắn sẽ không làm khó ông. Năm đó ta và trưởng môn Phù Vân vừa gặp đã thân, ân huệ mà ta nợ ông ấy. Hiện nay tất cả thiệp mời đều nằm trong tay Tam tiểu thư Phong gia Tàng Kiếm Lâu, nàng ta là cháu gái mà Huyền tử Phong cưng chiều nhất, là hòn ngọc quý trên tay của ông cụ, công chúa nhỏ của toàn bộ Phong gia. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 157.